Chào anh em, chào mấy chú Bữa nay em lên áo phát với quần kaki nha anh em mấy chú Áo phát là áo phát da nha Rồi áo phát gió Rồi áo phát thun thể thao nha anh em mấy chú Rồi áo phát kaki nữa nha Là đồng mức giá là 400k nha anh em mấy chú Còn quần quần kaki VIP nha anh em mấy chú Quần là có mức giá là 300k nha anh em mấy chú quần là rất là thương hiệu nổi tiếng nha, Levi's, Vai, CK này, Nike, Nike này kia đấy mấy chú, Nike á, rồi Tommy mì này kia đó, anh em mấy chú là có mức giá là ba k nha anh em mấy chú. Còn áo là áo là áo VIP nha, áo cũng áo gió cũng thương hiệu rất là nổi tiếng nha, Vô Thành, phay rồi Nike, rồi là nha anh em mấy chú cá sấu nha là có đồng giá cho anh em mấy chú là cũng 400k nha áo khoác là 400k nha anh em mấy chú còn quần kaki là 300k nha một cái hai cái gì em cũng bao ship hết cho anh em mấy chú nha trước khi anh em mấy chú nhận hàng anh em mấy chú kiểm tra cho kỹ hãy nhận nha anh em mấy chú tại vì anh em mấy chú mà kiểm tra mà anh em mấy chú mà nhận rồi đó là em không có nhận lại nha bởi vì anh em mấy chú phải kiểm tra cho kỹ rồi em lên mã áo phát trước nha anh em mấy chú. Mã là mã mã e tiếp theo nha anh em mấy chú. Mã e là giá cái clip vừa rồi là em bán là 400k nha anh em. Clip này em cũng bán là 400k đồng giá cho anh em mấy chú nha. Đợt này em cũng có được uh, mấy em uh, áo áo da nữa anh em mấy chú. Nhưng mà em cũng bán đồng giá cho anh em mấy chú luôn chứ em cũng không bán giá cao hơn nha. Anh em nào vừa thì chốt nha. Rồi, em này có mã là E nha anh em. Em này là của nhà thương hiệu Nike nha anh em mấy chú. Đây, Nike nha. Ừ. Đây nè. Em này là áo phát thể thao nha anh em mấy chú. Đây. Ừ. Áo phát thùng thể thao nha. Áo rất là mới, rất đẹp nha anh em mấy chú. Xem nha. Ừ. Áo rất là mới, đẹp nha. Đây, anh em mấy chú xem nha. Ừ. Đây, phía sau nha. em này ở dưới nó có dây rút nha anh em mấy chú đây có dây rút nha mấy em ở phát thể thao này là nó chỉ có một cái mình thun thôi anh em nhưng mà mình thun rất là dày nha anh em tại vì ở phát rồi em này có mã là e 51 bờ vai 50 eo bụng 57 chiều dài 72 em này có mã là e 51 Rồi tiếp theo nữa là em có nhà thương hiệu Lê Cốp như em Đây thương hiệu gà như em Lê Cốp xì sì bọt như em Đây nè Google thương hiệu nha Áo rất là mới luôn nha anh em mấy chú Đây áo rất đẹp nha Em này là màu đen nha anh em mấy chú Em này là cũng thun thể thao nữa nha anh em Đây nè anh em xem nha Đó cái tay bò nè anh em mấy chú Không khác gì ở mới nha Đây em này cũng một lớp mà nha anh em tại vì thun thể thao nó chỉ một lớp thôi nha anh em mấy chú nhưng mà thun rất là dày nha rồi em này có mã là e 52 bờ vai 51 eo bụng 57 chiều dài 72 em này có mã là e 52 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu chăm bon nha Champagne. đây nè logo nó thiêu nha nè, nè em này cũng thùng thể thao nữa nha em mấy chú nè ở tay nữa nha ừ. logo không nha ở từ trên trên vai dài xuống luôn đây nè áo rất là mới nha em mấy chú bên này cũng vậy nha phía sau nó có chữ nữa nha em mấy chú đây áo rất là mới rất đẹp nha em này cũng màu đen nữa nha em mấy chú em này thì nói chung là chỉ một lớp thôi nha tại vì áo thun thể thao là một lớp này nha, anh em anh em mấy chú rồi em này có mã là e 53 bờ vai 43 eo bụng 51 chiều dài 59 em này có mã là e 53 áo phát thể thao thun thể thao này thì nó chỉ có một lớp này nha anh em mấy chú rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Nike nữa nha anh em mấy chú đây thương hiệu Nike nữa nha Nè, nè. Em này là áo gió nha anh em anh em mấy chú. Áo phát gió nha. Đây, phía sau có uh, logo dấu này nữa nha. Đây nè, phía trước cũng có nha. Áo phát gió nha anh em. Em này ở trong nó là một cái lớp uh, lưới nha anh em. Đây, lưới nha. Ừ. Rồi em này có mã là E54 Bờ vai 50 Eo bụng 56 Chiều dài 69 Em này có mã là E54 Áo rất là mới, rất đẹp nha anh em mấy chú Đây, anh em mấy chú xem nha Áo rất là mới, rất đẹp nha Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu thương hiệu thương hiệu rebook nha em đây rebook nha em áo này nó vơ nha em áo này anh em về giặt lại nha áo này trong kiện em khui ra anh em nó không có ấy nha em không có giặt lại nha bởi vì nó dơ nha anh em cái cổ nó dính dơ nha nè đó anh em về giặt lại giùm em nha áo gió này thì anh em như mấy chú giặt cũng dễ ra lắm phía sau là ở trong này có cái nón nha anh em mấy chú anh em mấy chú muốn đội nón thì anh em mấy chú gỡ ấy ra nha, nha đó gỡ miếng dán ra lấy nón ra lên nha ừ. đây nè thương hiệu của nó vậy nè dây nha ừ. đây lá cờ của của ý hay là của anh nhưng đây nè. áo rất là đẹp luôn anh em mấy chú đó nè, anh em mấy chú nhìn nhà cái áo nó có qua văn nha đó nó màu xanh như anh em mấy chú mà nó làm qua văn nè rất là đẹp nè ừ. đây nè cái tay nè anh em mấy chú nhìn rất là mới nha ừ tay bên này cũng vậy nha anh em mấy chú cái dạc cái dưới cũng vậy nữa nha đó rất là mới nha em này ở trong cũng lưới nữa nha anh em mấy chú đây lưới nữa nha rồi em này có mã là e 55 bờ vai 48 eo bụng 57 chiều dài 72 em này có mã là e 55 áo rất đẹp rất mới anh em mấy chú rồi tiếp theo nữa là em lê cốt như nè cá sấu như nè đây nè logo nữa nha đây nè phía sau cá sấu nữa nha em này là xài cúc bóp như em mấy chú cúc bóp nha em này thì để dành cho mấy anh em nào mà nhỏ nhỏ người mặc nha áo rất đẹp luôn đây phía sau nha anh em mấy chú nhìn nha đó Áo cũng còn rất là mới nha anh em mấy chú. Em này nói chung là mình thung thể thao thì nó chỉ có một lớp thôi anh em mấy chú. Này. Rồi em này có mã là E56, bờ vai 40, eo bụng 46, chiều dài 63. Em này có mã là E. 56 Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Thè nó Phay nha em Đây nè Thè nó Phay nha Đó Áo rất là mới nha Cái tem rất là mới nha anh em mấy chú Đây nè Đó Tem rất là mới luôn nha Đây nè đó, cái dây kéo này nè, có thương hiệu thì nó phay trong này nữa nha. Ừ. Áo rất là mới rất đẹp luôn anh em mấy chú. Ừ. Đây. Ừ. Ở trong trong cổ này là cái có cái nón trong này nha anh em. Anh em mà muốn đổi nón thì anh em xé cái cái, cái cái miếng xé này ra anh em lấy cái nón lên đổi nha. Ừ. Đây, áo rất là mới rất đẹp luôn anh em mấy chú. Ừ. Ừ. em này là áo giấy d... dù anh em đây phía dưới là dù như em phía trên là cũng lưới đi nha anh em mấy chú ừ. áo rất là mới nha anh em xin ừ. rồi em này có mã là e 57 bờ vai 54 eo bụng 62 chiều dài 69 em này có mã là e 57 <laughs> rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu cũng thẻ nó phay nữa nha anh em mấy chú đây thương hiệu thẻ nó phay nữa nha đây nè logo thương hiệu nữa nha nó rất là mới rất đẹp nha anh em đây nè thương hiệu thẻ nó phay nữa nha em này nó không có nón nha anh em <laughs> em này nó bị mắc nón rồi nha em này không có nón đây nè áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú nè anh em mấy chú xem nè cái tay nè đó rất là mới nha nè ở trong nha anh em ừ. ở trong em này có một lớp này nha anh em mấy chú em này là một lớp này nha nhưng mà mình mình giải, giải dù rất là dày nha đây tem tác thì đầy đủ nha rất là mới luôn nha em tem tác nè rồi em này có mã là e 58 bờ vai 48 eo bụng 56 chiều dài 73 em này có mã là e 58 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu cấp 3 nha anh em mấy chú đây cấp 3 nha đây nè mấy chú em này cũng có nón nữa nha đây nè phía sau là có dây kéo như nè đó anh em mà anh em mà muốn đổi nón thì anh em để nha còn anh em không muốn đổi nón thì anh em kéo dây kéo ra gỡ nón bỏ nha đây nè thương hiệu cấp 3 nha đó nó thiêu như nè hai người ngồi tựa lưng nha trên vai này nè, nè đó trên vai nó dài xuống tay nha đó dài xuống tới đây bốn hình bên này cũng vậy nha nè cũng dài xuống bốn hình sau lưng này nè đó cũng có thương hiệu cấp 3 nữa nha ừ. nó thiêu nha em đây áo rất là mới rất đẹp luôn anh em mấy chú ừ. rất là mới rất đẹp nha đây ở trong này nè ừ. có mình à, lưới nữa nha ừ. mình dễ lưới nha đây trong túi có gì đây giấy <laughs> hơn quá tưởng đâu có tiền đô <laughs> rồi em này có mã là e năm mươi chín bờ vai bốn mươi tám eo bụng năm mươi tám chiều dài bảy mươi bảy em này có mã là e 59. Ừ. nhiều khi mấy anh mà hên hên mấy anh mua về mấy anh mấy anh mà, 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 mà mặt giặt ra ra chừng cũng thấy tiền đô nữa nha nên em mấy chú tại vì đồ si đồ này em không có giặt bởi vì em mua về cái là em em lên luôn á em em khui kiện là em lên cho mấy anh em luôn á bởi vì nhiều khi cũng hên xui lắm nha bởi vì cũng nhiều khi cũng có tiền anh em lụm được nha nên em ừ. thường thường thì mấy em này là tiền là tiền tiền Nhật là nhiều nha anh em mấy chú tiền yên á hiệu thẻ nó phay như thế nha anh em đây đó áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú ừ. Ừ. đây anh em mấy chú nhìn nha áo rất là mới rất đẹp luôn Em này cũng xài dây kéo nè ừ. ở trong nha đó ở trong cũng mình lưới nữa nha anh em mấy chú nè áo rất là mới nha anh em mấy chú rồi em này có mã là e 60 bờ vai 46 eo bụng 58 chiều dài 74 em này có mã là e 60 rồi tiếp theo nữa là em cũng của nhà thương hiệu Thè nó phay nữa nha anh em mấy chú Ừ. Em này nó không có nón nha anh em Đây nè, logo nữa nha ừ. Phía sau cũng vậy nha anh em Đó, phía sau lưng nó cũng có logo thương hiệu Thì nó phay nữa nha ừ. Áo rất là đẹp, rất là mới luôn anh em mấy chú ừ. Ở trong này anh em ừ. nó có mình thun lưới nữa nha Túi ở trong nó cũng có đầy đủ luôn nha nè Ở trong nó cũng có túi nữa nha ừ túi dây kéo em này là nó nó hai dây kéo luôn nha em đây một dây kéo nè đây dây kéo nữa nha ừ, hai dây luôn nha ở trong này dưới này là trong này là nó lưới nha em còn phía dưới dưới là cái mình ấy nha mình giải dù nha ừ, giải dù siêu mỏng siêu mịn nha đây đó mình giải dù này nó có có cái thương hiệu thèn nó phay nó in trong này hết luôn nha anh em mấy chú đó anh em mấy chú nhìn nha ừ đây anh em mấy chú nhìn nha áo rất là đẹp rất là mới luôn anh em mấy chú đây phía sau cũng vậy nha đây anh em mấy chú nhìn cái tay nè đó nó có một cái hàng chữ nữa nha đây cái tay này nó có cái túi nữa nha anh em mấy chú nè đó tay có cái túi nữa nha phải cái túi không để em phải cái túi không đúng rồi cái tay có cái túi nữa nha tay bên này thì không có nha nè tay bên này thì có túi nha rồi em này có mã là e 61 bờ vai 53 eo bụng 61 chiều dài 74 em này có mã là e 61 rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Elvisu nha anh em mấy chú, đây áo rất là mới rất đẹp luôn anh em mấy chú, thương hiệu Elvisu nha, thương hiệu rất là nổi tiếng nha anh em, Elvisu áo rất là đẹp rất là mới luôn anh em mấy chú, anh em, cái thương hiệu cái logo nữa nha Elvisu nha anh em, miếng này là cái miếng uh, da trong mấy cái cúc này anh em nhìn nha Đó. nó nó, nó khắc thương hiệu avisu hết trơn nha anh em mấy chú áo rất là mới rất đẹp nha đây dây kéo này nè rất là mới nha cúc bóp rất là im luôn bóp này cọc cọc vậy nè bóp rất là nhẹ nhàng Ngay cọc 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 vậy nè Em này ở trong có một mình mình giải um, dù siêu mịn nữa nha để em xem nha đó cái tem nè không khác gì cái tem mới nha anh em đó áo không khác gì áo mới nha anh em mấy chú đó cái tem đó anh em mấy chú nhìn đi nha em nha rồi em này có mã là e 62 bờ vai 45 eo bụng 52, chiều dài 67. Em này có mã là E62. Áo rất đẹp luôn nè mấy chú. Áo của Evisu. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Dicky nha anh em mấy chú. Đây, Dicky của Mỹ nha. thương hiệu rất là đời luôn. Thương hiệu ra đời năm 1922 nha anh em, của Mỹ. Đây nè. Ừ. Thương hiệu trên cái nón nó cũng có thương hiệu Dicky nữa nha ừ. Em này anh em nào mà thích dụ để nón thì để Còn không thích thì kéo dây kéo phía sau nha em Lấy cái nón ra nha ừ. Đây lấy cái nón ra cũng còn cái cổ trong nha Đó ừ. Đây Thương hiệu Dicky nha anh em mấy chú ừ. Nó thiêu nha Ở trên tay có nữa nè Có cái túi nữa nha ừ. Đây có cái tát hiệu đích Dicky nữa nha tách nhỏ nữa nha ừ. cái đất này nè có mấy lỗ thông hơi nha bên đây bên đây một lỗ bên đây phía sau một lỗ nha nè ừ. áo rất là đẹp rất là mới luôn anh em mấy chú đây ừ. đây nè phía sau lưng nó có cái hàng chữ thiêu nữa nha ừ, nè ở trong này nè trong có cái túi nữa nha đó ừ. cái túi nhỏ trong nữa túi xé nha đây thương hiệu nữa nha DICKY nha anh em mấy chú nè xung quanh luôn nha ừ. áo rất là đẹp luôn đây ở trong nha. Ừ. em này nó cũng lót một cái mình giải dưới này là mình giải Dễ dù siêu mình nữa nha nè Nó cũng in cái thương hiệu Đích Kiên ở trong này nữa nha anh em mấy chú ừ. Rồi em này có mã là E63 Bờ vai 48 Eo bụng 56 Chiều dài 75 Em này có mã là E63 Áo ừ. rất mới rất đẹp anh em mấy chú Rồi, tiếp theo nữa là em cũng nhà thương hiệu. Em này đem uh, áo uh, bumper nha anh em. Áo rất đẹp, rất là mới luôn anh em mấy chú. Bumper nha. Đây nè. Áo là nó thiêu không nha anh em mấy chú. Ừ. Em này là nó xài cúc nha, không có dây kéo nha anh em. Đó, cúc bóp nha. Anh ừ. em bóp vào cục kịp nha. Ừ. Áo bumper nha anh em. Áo rất là mới, rất đẹp luôn anh em mấy chú. Nhìn nè. Rất là mới, rất đẹp nha đây rất là mới rất đẹp luôn phía sau này anh em mấy chú đó rất là đẹp nha em này ở trong nó cũng có một cái mình giải nữa nha anh em mấy chú mình giải dù nữa nha đây mình giải dù cũng siêu mình nữa nha áo rất là mới nha anh em mấy chú rất là đẹp luôn rồi em này có mã là áo này là của nhật nha anh em nhật. rồi tiếp theo là em này có mã là e 64 bờ vai 57 eo bụng 69 chiều dài sáu mươi tám em này có mã là e sáu mươi bốn rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu natura nha em em thương em này thương hiệu của nhật nha em natura đây nè em này áo phát uh, kaki nha anh em mấy chú kaki kaki zin nha ừ, đây nè áo phát kaki zin nha đây cái tát của nó nha áo rất là mới luôn anh em mấy chú ừ, cái áo không khác gì có mới nha rất là đẹp luôn ừ. đây anh em mấy chú nhìn nha đó, áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú này anh em mấy chú nhìn cái tát là anh em biết nó mới rồi nha đó nên em mấy chú nhìn kỹ nha đó áo rất là đẹp luôn áo này của nhật nha anh em mấy chú rồi em này có mã là e 65 bờ vai 46 eo bụng 55 chiều dài 70 em này có mã là e 65 rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Adidas nữa nha anh em mấy chú đây Adidas nha Nên em mấy chú đây, em này cũng cái nón cũng gỡ ra được nha anh em mấy chú nè đó anh em mấy chú thích đội để nón thì để còn không để thì anh em gỡ bỏ nha đây phía sau nha anh em thương hiệu nha Adidas nha anh em mấy chú đây áo rất là đẹp rất là mới luôn anh em mấy chú đây phía trước nữa nha đó thương hiệu Adidas nha anh em nên xem mà. đó áo rất là mới nha ở trong em này cũng có một lớp dù nữa nha anh em mấy chú đây lớp dù nha dễ dù siêu mịn nha đây cái tem nó adidas nha anh em đây nè cái mã qr của nó nha áo rất là mới nha anh em mấy chú đây áo rất là mới rất đẹp luôn rồi em này có mã là e sáu mươi sáu bờ vai 42, eo bụng 52, chiều dài 68. Em này có mã là E66. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Puma nha em. Đây nè. Puma nha. Đây. Ừ em rất là mới luôn anh em mấy chú Em này nó cũng uh, Có dây kéo nữa nha anh em mấy chú nè Dây kéo nữa nha Dây kéo nó Dây kéo trên cổ là nó Cái, cái cắt thương hiệu Buma nó trong này luôn nha Anh em nào thích để nón thì để Không thích để nón thì anh em kéo bỏ nha Anh em kéo bỏ gỡ cái nón bỏ nha Em này rất là đẹp nha anh em mấy chú Đây Đây logo thương hiệu Buma nha Ừ, áo đẹp lắm anh em mấy chú rất là mới luôn ở trên vai trên tay nó có cái cái túi này nha anh em đây này. đó anh em nhìn đi nha này cái áo này rất là mới nha đó nó không khác gì cái áo mới mình nha anh em mấy chú rất là mới rất đẹp nha nè anh em mấy chú nhìn cái tay nè đó ừ, Vào tay nè rất là mới luôn đây ở trong nha, nha. Ừ, anh em lưới nha anh em mấy chú nhìn đi nha rất là mới ở dưới giặt dưới nó có dây rút nha anh em mấy chú đây. Ừ. rồi em này có mã là e 67 bờ vai 48 eo bụng 60 chiều dài 79 em này có mã là e 67 Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Puma đó nha anh em mấy chú. Đây. Puma đó nha. Đó. Anh em. Thương hiệu nó nha. Logo luôn, Puma. Em này là thung. trên này là cổ nha anh em, cổ thung nha. Em này là em này cũng áo phát dù nữa nha anh em. Nhưng mà em này là áo phát thể thao nha anh em. Dù. Đây anh em mấy chú, áo rất là mới rất đẹp nha anh em. Ở trong nha đây mình thu lưới nha đó mình thử lưới nha ừ, nó làm mình lưới sọc sọc rất là đẹp nha anh em mấy chú áo rất là mới rất đẹp nha đây nè cái tay nó nha đây nè phía sau nha đó có con phù ma nữa nha Rồi em này có mã là E 68 Bờ vai 48 Eo bụng 57 Chiều dài 70 Em này có mã là E 68 Rồi tiếp nữa là em cũng của nhà thương hiệu Thè nó Phay nữa nha anh em mấy chú Đây Thương hiệu Thè Nách Phay nữa nha Đây anh em mấy chú xem nha Đây thương hiệu thì nó phay nha đây cái tay nó nha có chữ nữa nha đây áo rất là mới nha anh em mấy chú em này ở trong nó cũng ở trong này là nó có mình mình nỉ nha anh em mình nỉ non nha rất là mềm mịn nha anh em mấy chú mình nỉ non nha bụi quá dơ quá anh em bây giờ về giặt lợi giùm em nha tại trong kiện khui ra không có giặt vũ hết trơn á ở trên là mình nỉ non nha còn ở dưới này là mình dễ dù mỏng siêu mịn nha áo rất là mới nha cái này dây kéo như này nha trên này cũng dây kéo nha đây anh em chú xem nha áo rất đẹp rất là mới nha phía sau nó cũng có nó có thương hiệu nữa nha anh em đèn nó phay nữa nha rồi em này có mã là E69 bờ vai 51 eo bụng 59 chiều dài 73 em này có mã là E69 áo rất đẹp như nè chắc mới luôn rồi tiếp theo nữa là em này áo hết đi như nè đây có nhà thương hiệu ly như nè của Mỹ nha đó áo hết đi như nè áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú đây nè đây tương hiệu đi nha ừ. đây anh em mấy chú xem nha áo rất là mới nha anh em mấy chú ừ. Ừ. rất là mới rất đẹp nha đây anh em mấy chú xem nha rồi em này có mã là e 70 bờ vai 44 eo bụng 50 chiều dài 61 Em này có mã là E70. Rồi tiếp theo nữa là em cũng có nhà thương hiệu Puma đó nha anh em mấy chú. Đây, Puma đó nha. Ừ. Đây cái tab đó nha. Made in China. Em này cái nón trên nó có lưới nữa nha anh em. Đây nè, nó in đây nè. Đó, in trên này nè. Puma như này cái thương hiệu này. xuống cái, từ cái nón xuống tới cái vai luôn nha nè em anh em mấy chú nhìn nha em này ở trong nó mình lưới nha nè đây mình lưới nha đây áo rất là đẹp nha anh em mấy chú Ừ. đây tay là tay bo nữa nha đó rất là mới luôn cái tay bo anh em mấy chú nhìn nha cái giềng dưới cũng bo nữa nha đó rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú rồi em này có mã là e 71 bờ vai 47 eo bụng 55 chiều dài 64 em này có mã là e 71 rồi tiếp theo nữa là em có nhà thương hiệu áo hết đi nữa nha anh em bolo rap ren nha nè đó anh em nhìn cái tem nè đó không khác gì là cái tem mới nha anh em mấy chú ừ. đây nè thương hiệu nữa nha như này nha bolo rap ren nha nè ừ. áo không khác gì có mới nha nè đây nè cái túi này nè bên nào đó nó có theo cái logo của bolo nha ừ logo này của Polo nha anh em mấy chú. Ừ. Áo rất là mới nha anh em. Rất là đẹp luôn. Không khác gì cái áo mới nha anh em. Áo hết đi nha. Cái nón nó màu xanh nha anh em mấy chú. Đây. Bao tay dưới cũng màu xanh nữa nha. Đây. Còn cái túi đây, túi trước nha, cũng màu xanh nữa nha. Áo rất là mới nha anh em. Áo hết đi này thì nó chỉ có một mình thun là chỉ có một lớp thôi nha anh em mấy chú. Nè. Rất là đẹp luôn. Áo không khác gì cái áo mới nha anh em mấy chú Nè Nên mấy chú xem nha Đó không khác gì cái áo mới nha anh em mấy chú Rồi em này có mã là E72 Bờ vai 52 Eo bụng 59 Chiều dài 70 Em này có mã là E72 Rồi tiếp theo nữa là em chủ nhà thương hiệu Z như nè. Thương hiệu của Mỹ như nè. Thương hiệu Z nha. Ừ. Em này áo kaki nha anh em. Em này mình giải kaki nha anh em. Đây. Ở trên tay nó có cái túi nha anh em. Ừ. Đây, áo còn rất là mới đẹp nha, bo tay nha anh em. Em này nó không có nón nha anh em mấy chú. Ừ, em này không có nón nha. Đây, áo rất là mới, rất đẹp nha anh em mấy chú. Ừ, của nhà thương hiệu z nha anh em. Đây, ở trong nó có rằn rằn nữa nha. cái mình này là cái mình nỉ, nỉ, nỉ siêu mịn nha anh em ý xin lỗi anh em mình dù giải dù siêu mịn nha anh em mấy chú mặt rất là sướng luôn Lên em ở trên này anh em thấy nha đó có rằng rằng nha anh em đó áo này là thương hiệu của mỹ nha anh em rồi em này có mã là e 73, bờ vai 44, eo bụng 56, chiều dài 67. Em này có mã là E73. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu NB nữa nha anh em mấy chú. Thương hiệu New Balance nè. Đây. Thương hiệu NB New Balance nha anh em mấy chú. đây áo rất là mới luôn anh em mấy chú đây, thương hiệu nó nó đây nè nó thiêu ở tay nữa nha anh đập bê new palan nha anh em trước ngực nữa nữa nha anh em đó nó thiêu nữa nha đây anh em mấy chú xem nha áo rất là mới đẹp nha đây ở trong nha anh em đây là cái mình ở trên là cái mình lưới nha còn ở dưới này là cái mình dễ dù siêu mịn nha có dây rút dưới giạc dưới nữa nha anh em hai bên có dây rút nữa nha áo rất là mới nha anh em trên cái nón nó cũng có dây rút nữa nha anh em mấy chú nè trên nón nó có dây rút nữa nha dây rút bình hông này nữa nha bình hông bên đây nữa rồi trên đầu nữa nha Dây quá trời dây luôn Dây rút quá luôn Rồi em này có mã là E74 Bờ vai 46 Eo bụng 54 Chiều dài 71 Em này có mã là E74 Áo rất mới nha anh em Rồi tiếp theo nữa là em cũng của nhà thương hiệu New Balance nữa nha anh em hiệu New Balance nữa nha anh em. Áo rất đẹp luôn anh em mấy chú. Đây. Áo rất đẹp luôn nha. Đây thương hiệu đó nha anh em, nó thiêu nha. Đó, New Balance nha anh em. Em này thì anh em nó có một bóp cũng xé nữa nha. Đó, gỡ ra trong có dây kéo nha. Trên tay nó là có thương hiệu nữa nha anh em mấy chú đây Nó thiêu thương hiệu trên tay nó nữa, nữa nha Để. Em này là màu xanh nha anh em mấy chú Đây Anh em chú nhìn cái tem này. rất là mới nha anh em Không khác gì cái áo mới nha anh em mấy chú Để. Thương hiệu nữa nha Em này ở, là mình dễ dù siêu mịn nữa nha anh em Hai lớp nha đây, áo rất mới, rất đẹp nha anh em mấy chú. Ở dưới này nó có dây rút nữa nha anh em. Ừ, dưới giặt dưới có dây rút nữa nha. Hai bên. Đây, anh em mấy chú xem nha. Màu xanh nha anh em mấy chú. Rồi, em này có mã là E75, bờ vai 44, eo bụng 50 chiều dài sáu mươi bảy em này có mã là e bảy mươi lăm rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu thẻ nó phay nữa nha anh em mấy chú đây thẻ nó phay nữa nha đây thương hiệu thẻ nó phay nữa nha anh em mấy chú mấy em thương hiệu thẻ nó phay này thì chuyên về thể thao anh em mấy chú nha. thương hiệu thẻ nó phay nữa nha thể thao rất là nổi tiếng này, anh em Em này không có nón nha anh em mấy chú. Em này không có nón nha. Ừ. Áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú. Ừ. Đây. Ở trong của hai lớp nữa nha. Một lớp nè. Đó, lớp dưới là vải dù siêu mịn nha. Dép chơm là cái mình nỉ non nha. Đó, rất là mềm mịn nha. Rồi, em này có mã là E 76 bờ vai 46 eo bụng 54, chiều dài 69. Em này có mã là E76. Phía sau đó nè, cũng có thương hiệu thẻ nó phay nữa nha. Rồi, tiếp nữa là em có nhà thương hiệu. thương hiệu Z nữa nha anh em mấy chú. Đây. Dếp nữa nha. Em này tới hai cái nón luôn nha anh em mấy chú. Đây là một cái nón ngoài nha. Đó, anh em ví dụ mà gỡ ra bỏ được nha nè cái nó ngoài gỡ anh em gỡ bỏ được nha đó giờ anh em ở trong là cái nón mỏng nha anh em cái nón mỏng này thì anh em gỡ bỏ không được nha nhưng mà anh em giấu lại được nha đây anh em xếp giấu lại gọn rồi nha em làm cho lâu lắc quá nè đây, anh em của nhà thương hiệu dép nha 41 Bốn Bốn chiếc xe xe Jeep của nó nha thương hiệu của nó nha áo này là thương hiệu của mỹ nha em rất là nổi tiếng luôn ra đời năm 1941 đây nè trên tay nè đó dễ dù rất là đẹp luôn rất là dày dặn nha áo rất là đẹp rất là mới luôn anh em mấy chú ở trong cũng hai lớp nữa nha đây Rồi, em này có mã là E77, bờ vai 39, eo bụng 50, chiều dài 63. Em này có mã là E77. <laughs> Rồi, tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Bumper nữa nha anh em mấy chú. Đây, thương hiệu Bumper nữa nha. Áo rất đẹp luôn nè em mấy chú. Đây, cái tay này nha bơ như nè tay bên này nè đó đây nè tay bò nha rất là mới nha nè mấy chú ừ. mình giải gió nha áo bơ như nè phía dưới nó có diện nữa nha ừ. em này nè mình uh, giải dù siêu mịn nữa nha Rồi em này có mã là E78 Bờ vai 46 Eo bụng 54 Chiều dài 64 Em này có mã là E78 Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Đây nè Thương hiệu nữa nha Em này cũng áo bomber nữa nha anh em mấy chú Áo rất là mới, rất đẹp nha anh em mấy chú Đây, cái tay có túi nữa nha Đây nè, tay bo nha anh em mấy chú Áo rất là mới nha Bên đây nữa nha Chữ nha Tay này tay bo nữa nha Phía sau nó có cái hàng chữ sau dưới nữa nha Đó Anh em nhìn nha, áo rất là mới, rất đẹp nha anh em mấy chú ở trong này anh em cũng có hai lớp nha dễ dù nãy dù dễ dù mỏng siêu mịn đó nha đây anh em mấy chú nhìn nha áo rất là mới rất đẹp nha rồi em này có mã là e 79 bờ vai 45 eo bụng 54 chiều dài 63 Em này có mã là E79. Rồi tiếp theo nữa là em có nhà thương hiệu Nike nữa nha anh em mấy chú. Đây, thương hiệu Nike nữa nha. Nè, anh em mấy chú xem nha. Ừ, Nike nha. Đây là cái logo nữa nha. Nó thiêu nha anh em mấy chú. Đây cũng là chữ in như này nha. Em này là áo áo phát thùng thể thao nha anh em. Đây, phía sau nha. Áo phát thùng thể thao nha anh em. Áo này là áo thể thao nha anh em này cái logo của thương hiệu bóng đá gì nè anh em em nói chung là em không có không có chuyên sâu về bóng đá nha nè bởi vì em không có biết nhiều nha đây tay bò áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú đây anh em mấy chú nhìn nha em. em tác rất là nhiều luôn em này là thun hai lớp nha nè em. em này ở trong có một lớp thun lớn nữa nha anh em mấy chú đó một lớp thun lớn nữa nha Thường thường mấy em này là chỉ một lớp thôi nhưng mà em này hai lớp nha anh em. Ừ áo rất đẹp rất là mới luôn anh em mấy chú. Rồi em này có mã là E 80 bờ vai 39, eo bụng 51, chiều dài 63. Em này có mã là E 80 Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu thẻ nó phay nữa nha anh em mấy chú. Đây. Thẻ nó phay nữa nha. Ừ. Đây nè em mấy chú. Áo rất là đẹp, rất là mới luôn. Em này nó xài cúc bóp nha anh em. Anh em không thích đổi nón thì anh em gỡ cái cúc bóp ra nha. Gỡ cái nón ra nha. Đó. Đó cái nón này nè. Nó xài bóp nha. Ừ. Đây là cái thương hiệu phía sau nó nữa nha. Đó logo thương hiệu phía sau nó thẻ nó phay nữa nha. Ừ. Anh em mấy chú nhìn nha. Áo rất là đẹp, rất là mới luôn anh em mấy chú. Ừ không khác gì gấu mới nha này anh em mấy chú xem nha đó nó không khác gì gấu mới nha đây ở trong này anh em mấy chú lớp dễ dù siêu mịn nha ở trên là lưới nữa nha em này thì mấy em này thì nó có dây rút hai bên nữa nha anh em anh em xem nha đó có dây rút hai bên nha rồi em này có mã là e 81 bờ vai 48, eo bụng 56, chiều dài 72. Em này có mã là E81. Áo đẹp lắm luôn, rất là đẹp, rất là mới luôn anh em ơi chú. Rồi tiếp theo nữa là một em <laughs> của nhà thương hiệu <laughs> thề Nách Phay nữa nha anh em mấy chú. Đây. Thề Nách Phay nữa nha. Đây, anh em mấy chú xem nha. Em này thì nói chung quá trời nhiều dây rút luôn nha. Đây, dây dưới cũng có nữa nha anh em. Nè. Thè Nách Phay nha, nó làm cái cúc uh, kéo này nha anh em nhìn đây nha cái dây kéo này nó chưa có miếng mà phai màu luôn nha anh em áo rất là mới nha anh em mấy chú ừ. đây phía sau nữa nha anh em Đó, thương hiệu phía sau thì nó phay nữa nha ừ. áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú ừ, này. Ừ. ở dưới nó có dây rút nữa nha ừ. đây anh em xem nha Đó, ở dưới này là mình mình giải dù siêu mịn như nè ở trên này là mình, mình nỉ non nha anh em mấy chú mặt rất là sướng nha rồi em này có mã là e 82 bờ vai 44 eo bụng 52 chiều dài 67 em này có mã là e 82 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu bumper nữa nha em áo bumper nữa nha em bô ham nha áo bơm bơ như nè đây cái tay này nè có cái túi nha ừ. mấy cái túi nhỏ 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 nè đây là túi dây kéo nữa nha đó áo bơm bơ như nè đây ừ. cái tay còn mới ken luôn nha anh em mấy chú rất là mới nha ừ. áo rất là mới luôn này phía sau có hàng chữ nữa nha ừ. chữ này nó thiêu không nha anh em mấy chú thiêu nổi nè rất là đẹp nha ừ. dưới là cũng bo nữa nha ừ đây anh em mấy chú xem nha mấy ừ. cái túi này nè nó có những cúc bóp anh em. đó anh em để gì cũng được nha còn anh em không để móc ở trong này ra nha đó móc ra có cái nắp đậy lợi nha bóp lại ừ. rất đẹp luôn đây anh em mấy chú xem nha bên đây cũng vậy nha đó, đó anh em nhìn nha cái cúc bóp nè nó nó không miếng phai màu luôn nha anh em rất là mới nha ừ, màu xanh lính nha anh em mấy chú áo rất là mới rất đẹp nha anh em không khác gì áo mới mình nha anh em mấy chú rồi em này có mã là e 83 bờ vai 45 eo bụng 52 chiều dài 64 em này có mã là e 83 Rồi, tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Wood nha em. Đây, thương hiệu của Mỹ nha em. Đây, thương hiệu Wood nha em mấy chú. Đây nè. Đó, đó là thương hiệu Wood của Mỹ nha. Đây nè. Trên cái nón này nè, có cái chữ nữa nha. Đây nè, mấy chú xem nha. Em này là cái nón nó đó là mình thun nha em. Nhưng mà mình giải dưới là mình giải dù nha em mình dễ dù nha bo là bo tay nữa nha anh em mấy chú đây bo tay nữa nha nè, áo anh em mấy chú nhìn đi nha cái áo nè, đó rất là mới nha cái miếng tem nè nó không khác gì cái áo mới mình nha anh em mấy chú không khác gì áo mới nha mình dễ này mình dễ mỏng mình dễ dù siêu mịn nha mặc rất là sướng luôn Áo rất là đẹp nha anh em mấy chú. Anh em mấy chú mà không đổi nón này anh em mấy chú gỡ ra được nha. Đó anh em gỡ ra nha. Gỡ cái nón ra nha anh em mấy chú. Ừ. Gỡ cái nón ra là cái thành cái áo bomber nha anh em mấy chú. Ừ, gỡ cái nón ra là thành cái áo bomber nha. Đây. Ừ, gỡ cái nón ra là thành cái áo bomber nha. Đây. Đó anh em mấy chú nhìn nha. Gỡ cái nón là thành áo bomber nha. Áo rất là mới nha anh em mấy chú, rất là đẹp luôn. Rồi em này có mã là E 84 Bờ vai 47 Eo bụng 59 Chiều dài 70 Em này có mã là E 84 ừ. Rồi tiếp theo nữa là một em Của nhà thương hiệu Adidas nha anh em mấy chú Đây Adidas nha ừ cái nón này anh em mấy chú ừ. rất là đẹp nha ừ. rất là đẹp luôn anh em mấy chú đây thương hiệu Adidas nữa nha nó kêu nha ừ. áo rất là mới luôn anh em mấy chú rất đẹp luôn anh ừ. em mấy chú nhìn cái tay nè rất là mới rất đẹp nha dưới này cũng có dây kéo hai bên nữa nha đây nè mình nhìn cái táp này em nè đó rất là mới nha anh em mấy chú không khác gì cái áo mới nha ở trong cũng có một lớp nữa nha hai áo này là hai lớp nha dễ dù siêu mịn nữa nha rồi em này có mã là e 85 bờ vai 47 eo bụng 54 chiều dài 70 em này có mã là e 85 Rồi tiếp theo nữa là em này Em này áo da nha anh em mấy chú Em này áo da nha Đây áo bằng da nha anh em Đó Bằng da nha anh em Nhưng mà em bán cũng đồng giá cho anh em mấy chú luôn Là nó 400k nha anh em mấy chú Đó Bình da nha Dễ da nha ừ. tại vì ở trong áo phát gió em khui kiện ra nó có được cái kiện đó em khui được hai em Nói chung nó hiếm lắm áo da này anh em Nhưng mà em cũng lên bán đồng giá cho anh em mấy chú luôn nha Là 400k nha anh em mấy chú nè. Ở trong nó có một lớp Dễ dù nha Dễ dù siêu mịn Da này là da xịn nha anh em mấy chú Đó chứ không phải là da dởm nha ừ. Đây có cái nón nữa nha Rồi em này có mã là E86 Bờ vai 55 Eo bụng 63 Chiều dài 65 Em này có mã là E86 ừ. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Evisu nữa nha anh em mấy chú. Đây. Evisu nữa nha. Ừ. Đây nè. Đây là logo của thương hiệu Evisu nha nè. Ừ. Áo rất là mới, rất đẹp nha nè. Cái tay bên này có cái túi nữa nha nè. Trên cái nắp túi có hàng chữ nha. Đó. Giải dù nữa nha nè. em anh em xem nha. Ừ. Áo rất là đẹp. Rất là mới luôn anh em mấy chú. Đây. Em phía sau nè anh em. Có thương hiệu nữa nha. Đó. LVsu nha anh em. đây ở trong là mình lưới vậy nè mình lưới nha còn ở phía dưới này thì nó dễ dù mỏng siêu mịn nha nó in cái thương hiệu evisu trong này nha đó còn ở dưới nữa là nó có cái dây dây rút nha em dưới giặt dưới nha đó nó, nó có in thương hiệu evisu trong này nữa nha anh em mấy chú áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú đây sạch đây sẽ cúc nha này. Ừ, này dây kéo này nè đó nó cắt thương hiệu Elvisu nha ừ. đây để cho anh em bóp lại nha nó có dưới này là dây xé kéo nữa nha nè xé nữa nha nè còn đây cũng có cúc bóp nữa nha anh em mấy chú ừ. Rồi em này có mã là E87 Bờ vai 48 Eo bụng 55 Chiều dài 71 Em này có mã là E87 Rồi tiếp theo nữa là em có nhà thương hiệu Adidas nữa nha anh em mấy chú Đây hai tem luôn nha <laughs> Đây nha <nè. cười> áo rất mới rất đẹp luôn nha anh em áo này áo bomber nha anh em đây Adidas áo áo phát gió nha nên em mấy chú xem nha, ở trong em này nó có một lớp à nha em mấy chú, có một lớp thôi nha, em này dễ dù nha em, có một lớp thôi, rồi em này có mã là E tám mươi tám bờ vai 43, eo bụng 50, chiều dài 64. Em này có mã là E88. Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Thè Nốt Phay nữa nha anh em mấy chú. Đây. Đây nè mấy chú. Áo rất là mới, rất đẹp nha anh em. Đây, thương hiệu nó Thè Nốt Phay nên anh em. Nên anh em xem nha. Đó, tay bo rất là mới rất là đẹp luôn rất là mới luôn phía sau này nè cũng có cái cái thương hiệu cái tab thẻ nó xây nữa nha đây nè dễ dù siêu mịn nha ở trên này là lưới nè nỉ non nha anh em xin lỗi nỉ non nha anh em mấy chú ở trên này có dây kéo nữa nha túi nè chị kéo túi cho nó trong nữa nha ở trong có gì có túi nữa nha nè ừ. em này là hai dây phá luôn nha hai dây kéo phá luôn nha đây một dây nha đây một dây nữa nha áo rất mới rất đẹp nha anh em mấy chú Nên nè. mấy anh em nhìn nè cái dây kéo này đó nó chưa có miếng mà phai màu gì đâu nha anh em áo rất là mới nha còn cái nón trên này nè nó có dây gút nè nè hai bên nha có dây gút nha nè rồi em này có mã là e 89 bờ vai 40 eo bụng 49 chiều dài 63 em này có mã là e 89 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu thông mì nha em thông mì khi em mấy chú em là áo hết đi nữa nha em mấy chú đây thương hiệu tôm mì nha áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú ừ áo rất là mới rất đẹp nha, áo hết đi nha anh em mấy chú. Em này thì một lớp rồi nha, đây, ừ. em tác rất là nhiều luôn nha, Các em rất là mới nha anh em mấy chú. Rồi em này có mã là E chín mươi bờ vai năm mươi hai eo bụng 59, chiều dài 70. Em này có mã là E90. Rồi, tiếp theo nữa là em cũng nhà thương hiệu Adidas nữa nha anh em mấy chú. Đây, Adidas nữa nha. Đây nè. gửi ra có dây kéo nữa nha. Đem gà gài lại nha. Bóp lại nha. Đây, thương hiệu Adidas nha anh em. Có túi trước ngực nha tay rất là mới luôn nha anh em áo rất là mới nha anh em mấy chú ừ. đây áo rất là đẹp nha đây thương hiệu Adidas nha anh em mấy chú đây ở trong là anh em nhìn nha đó cái mình này là cái mình uh, nỉ non nha anh em mặt rất là mềm mịn rất là sướng luôn còn cái này là dễ dù mỏng siêu mịn nha của nhà thương hiệu Adidas nha anh em mấy chú em này cũng có nón nha anh em nào thích thì để còn thích thì kéo bỏ nha bỏ cái nón gỡ cái nón ra bỏ nha anh em mấy chú còn anh em muốn để nón thì để đều vậy nha nón thì cũng có dây rút hai bên nha đây có cái kết từ trước nữa nha đây áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú Rồi em này có mã là E91 Bờ vai 44 Eo bụng 49 Chiều dài 67 Em này có mã là E91 Rồi tiếp theo nữa là em cũng nhà thương hiệu Zada nha em Đây Zada nha em Đó áo này không khác gì áo mới nha em ừ, Em này áo phát dụ nữa nha đây nè áo rất là đẹp luôn em mấy chú rất là mới luôn nè em mấy chú nhìn cái tay này đó rất là mới nha nè, cái túi này anh em nhìn cái túi rất là lạ luôn nha đó cái túi nó phòng phòng nha ở dưới này thì nó túi sada nha này cái này là mình trong là mình lưới nha nè hai lớp nha lưới ở trong nha rồi em này có mã là e 92 bờ vai 46 eo bụng 54 chiều dài 67 em này có mã là e 92 <laughs> rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu vợ hầu đây nè vừa hầu Em này là thương hiệu của Cali nha anh em, Cali nha, đây nè, em này không có nón nha anh em mấy chú, đây, em này là mình dãy ca nha anh em mấy chú, mình dãy ca kia nha, áo rất là mới, rất đẹp nha anh em mấy chú, mình dãy ca nha, đây, anh em mấy chú xem kỹ nha, áo rất là mới, rất đẹp nha, mình dãy ca thì nó chỉ một lớp thôi. Về kéo nữa nha Rồi em này có mã là E93 Bờ vai 46 Eo bụng 52 Chiều dài 66 Em này có mã là E93 Rồi tiếp theo nữa là em có nhà thương hiệu MLB như nè nhiều MLB Đây nè áo rất là mới luôn rất đẹp luôn nha anh em đó em này áo bomber nữa nha anh em đây ừ. cúc bóp nha anh em áo này em nhìn nha rất là mới nha nó không có miếng mà phai màu luôn cái cúc luôn nha ừ. cái cúc bóp không có miếng phai màu luôn đây, anh em mấy chú nhìn nha áo rất là đẹp rất là mới luôn anh em mấy chú nè cái bo tay nha ừ. rất là mới nha bo dưới cũng vậy nha anh em mấy chú ừ. không khác gì cái mới nha Ấy chứ ở trong nó cũng một lớp và hai lớp nha anh đây một lớp này là lớp dãy nỉ non nữa nha ý xin lỗi anh em dãy dãy dù siêu mịn nữa nha ừ. đây áo rất đẹp luôn đây cái tay này nè ừ. cái tay này nó có cái đôi giới nha ừ. nó thiêu như nè thiêu đôi giới nha phía sau cũng vậy nha anh em mấy chú nhìn nha áo đẹp lắm anh em mấy chú rất là đẹp rất là mới luôn có thương hiệu MLB nha rồi em này có mã là E 94 bờ vai 48 eo bụng 57 chiều dài 70 em này có mã là E 94 rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu DICKY nữa nha anh em mấy chú, đây thương hiệu DICKY nha, trên cái nón này nha anh em mấy chú, đây dưới này dày nữa nha, đó DICKY nha, đây nè, ừ, thương hiệu DICKY nó thiêu ở trước ngực nữa nha, đây em xem nha, tay bò nha nè, ừ, áo rất là mới luôn anh em mấy chú, anh ừ, em chú nhìn nha, áo rất là mới nha, tay bò này nó có nè, DICKY nha. Em này là màu xanh nha anh em mấy chú. Đây, giặt dưới nè, đó, ít chi nữa nha. Ở trong là lưới nha anh em. Ừ. Rồi, em này có mã là E95 bờ vai 43, eo bụng 51, chiều dài 68. Em này có mã là E 95. Đây này. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Adidas nha anh em mấy chú Đây Adidas nha ừ. Em này nó cũng uh, có dây kéo nữa nha Anh em không thích thì gỡ cái nón bỏ nha Đó anh em muốn để nón thì để còn không thích thì được gỡ bỏ nha còn bên này nó cũng có hai cái dây rút cái nón nữa nha ừ. đây này. áo rất là đẹp rất là mới luôn anh em mấy chú đây nè thương hiệu Adidas nha áo này rất là mới nha anh em đây rất đẹp luôn màu đen nha anh em mấy chú em này cũng hai lớp nữa nha ở trong là lớp dưới là dãy dù mỏng siêu mịn nha còn ở trên này là lớp lưới nha anh em đây cái tem Adidas nè rất là mới luôn nha đây em này là nó xài dây kéo như nè đó cái này là nó bóp rồi nha đó đây bóp lại rồi em này có mã là e 96 bờ vai 37 eo bụng 48 chiều dài 65 em này có mã là e 96 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Fila như em Filagon như em đây Filagon thương hiệu này là của Italy của ý như em đó Filagon của ý nha Italy như em ừ. đây nè Filagon ừ. nha áo của ý như em thương hiệu của ý áo này rất là đắt luôn đây nè miếng ừ. này là cái miếng kim loại nha thương hiệu nữa nha em Filagon, đây cái trước được nữa nha ừ nó thiêu cái logo thương hiệu nữa nha đây áo rất là đẹp rất là mới luôn anh em mấy chú áo này cũng không khác gì áo mới đâu nè rất là mới nha anh em mấy chú nè ở trong nha đó mình dễ dù siêu mịn luôn đây tem phila nữa nha đó rất là mới luôn cái tác cái tem Rồi em này có mã là E97, bờ vai 50, eo bụng 62, chiều dài 72. Em này có mã là E97. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu XK nữa nha anh em mấy chú. Đây, XK nữa nha. Đây nha. Em này cũng xài cúc dây xé nữa nha. Đó. Dây kéo nha. đây nè logo thương hiệu kia nha nó thiêu như nè tay này nè nó cũng có túi nữa nha đó đây, đây cái, táp thương hiệu kia của nó nha này là cái túi có hai cúc bóp nha nè áo rất là mới nha anh em mấy chú đây anh em mấy chú xem nha áo rất là mới nha cái này nó dính nó dính đắt như nha nè đây nè đó anh em về giặt lại giùm em nha đó em chạy trả lỡ ra nè đây nè áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú áo không khác gì ở mới nha em này không có nón nha anh em mấy chú này ở trong này anh em nhìn nha đó dễ dù siêu mịn nha còn ở trên này là lớp lưới nha anh em ở trên là lớp lưới nha đây đít kiên nha anh em Rồi, em này có mã là E98, bờ vai 50, eo bụng 58, chiều dài 74. Em này có mã là E98. Rồi, tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu. Thề nó phay nữa nha anh em mấy chú. Đây, thề nó phay nữa nha. Đây, anh em mấy chú xem nha. Đây, logo thương hiệu thề nó phay trước ngực nha, nó thiêu nha phía sau cũng có nha anh em mấy chú đây phía sau nha áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú đây em này cũng hai lớp nữa nha anh em đây hai lớp nha đây ở trên này là mình nỉ non nha dưới này là mình dễ dù siêu mịn nha đây cũng hai dây kéo nữa nha đó hai dây kéo nha đây một giây nha, đây hai giây một giây nữa nha. Rồi, em này có mã là E99, bờ vai 40, eo bụng 48, chiều dài 63. Em này có mã là E99. Rồi, tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Nix như Đây, thương hiệu Nix như Em này là mình giải mình dãy kaki nha anh em mình dãy kaki nha anh em mấy chú áo rất là đẹp luôn nó mày chỉ nổi nha anh em mấy chú đây phía sau nha áo còn rất là mới nha anh em đây anh em mấy chú nhìn nha áo còn rất là mới nha mấy áo này mấy anh mấy chú mà mấy anh em mấy chú mà mặc uh, chạy xe mô tô rất là đẹp nha áo này để dành cho mấy anh mấy chú mà chạy xe mô tô mặc rất là đẹp đây cái sao này để mấy chú nhìn nha. nó làm rất là đẹp nha cái áo rất là dày dặn nha anh em mình giải kaki nha anh em mấy chú kaki dày nha rồi em này có mã là e 100 bờ vai 47 eo bụng 53 chiều dài 64 Em này có mã là E100. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Adidas nữa nha anh em mấy chú. Đây, Adidas nữa nha. Ừ. Áo rất là mới nha anh em. Đây thương hiệu Adidas nha anh em. Sọc nè nè. Xuống tới đây nha. Tai bò nha anh ừ. em. Em này là áo phát uh, thung thun thể thao nha anh ừ, em. Ừ. Đây. phía sau này nè, thương hiệu Adidas nữa nha. Đó. Anh em nhìn thấy là anh em biết rồi nha. Cái áo rất là mới nha anh em mấy chú. Ừ áo không khác gì áo mới mình đâu nha ừ. em không có nói sợ anh em mấy chú đâu áo rất là mới ừ. em này thun thể thao thì thường thường có một lớp này nha anh em ừ. Em tác thì rất là nhiều đây đây video bây giờ rồi em này có mã là e một lẻ một bờ vai bốn mươi bốn eo bụng bốn mươi tám chiều dài sáu mươi hai Em này có mã là E101. Rồi tiếp nữa là em cũng cho thương hiệu cấp 3 nữa nha em. Đây. Thương hiệu cấp 3 nha em. Em này cũng áo phát thể thao nữa nha em mấy chú. Đây. Ừ. áo phát thể thao nha. Ừ. áo còn rất là mới luôn anh em. Tay bo nha. Cái gì hai bên nha em. Từ trên vai xuống nha. Đây cũng vậy nha anh em mấy chú. Em này thì có một lớp mà nha anh em mấy chú. Thùng thể thao. Có một lớp thôi. Áo còn rất là mới nha. Rồi, em này có mã là E 102 bờ vai 44, eo bụng 50, chiều dài 67. Em này có mã là E 102. Đây nè áo rất là mới nha, rất đẹp nha anh em mấy chú. Ừ. Em này là màu đen nha anh em mấy chú. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu thề nó phay nữa nha anh em mấy chú. Đây, thề nó phay nha. Ừ. Áo rất là đẹp, rất là mới luôn anh em mấy chú. Đây, em này cũng vậy nha. Xé ra anh em có gì kéo trong nha, đó. Anh em kéo lên dán lại, ừ. có hai dây rút hai bên nữa nha, cái nón ừ. phía sau nên em phía sau dây cũng có cái thương hiệu thì nó phay nữa nha, ừ. đây áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú, ừ. này. em này cũng hai lớp nữa nha anh em mấy chú, ở trong nè đó tiếp giúp phía dưới là cái lớp dễ dù siêu mịn nha ở trên này là mình, mình nỉ non nha anh em mấy chú mặt rất là sướng luôn nha nè. tem mát rất là mới nha rồi em này có mã là E 103 bờ vai 43 eo bụng 50 chiều dài 65 em này có mã là E 103 rồi tiếp theo nữa là em em này mình giày kaki nữa nha anh em mình giày kaki nha anh em mấy chú em này là của nhà thương hiệu Levi nha anh em Levi kaki dày nha anh em đây thương hiệu Levi nha anh em đây cái tát của Levi nha anh em đây nè áo rất là đẹp rất là dày dặn rất là mới luôn anh em mấy chú của nhà thương hiệu Levi nha. Em này mình giải em này rất là chắc chắn luôn anh em. Anh em mặc mấy em này không biết tới chừng nào mà mới mới rách. <laughs> rất là dày dặn luôn anh em mấy chú. Bảo đảm anh em mấy chú mấy chú luôn mặc 5 năm luôn. Chứ đừng nói là nói một hai ba năm chưa nhầm nhò gì nó nữa. Mình giải này Ừ. Cái miếng da này là cái miếng da xịn của nó nha anh em. Nè, miếng da xịn của liều vai nha. Ừ. Rồi, em này có mã là E 104 bờ vai 46, eo bụng 58, chiều dài 74. Em này có mã là E 104 Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Gap nữa nha anh em mấy chú. Đây Gap nha. Ừ. Em này là áo hot nữa nha anh em mấy chú. Đây thương hiệu Gap nha. Đó, áo rất là mới nha. Đây anh em mấy chú nhìn nha. Tua tay nè. Đó. Rất là mới nha. Nó không khác gì cái áo mới đâu nha anh em mấy chú. Ừ. Đây anh em mấy chú nhìn nha. Ừ. Không khác gì áo mới mình nha. Tem tác rất là mới nha. Ừ. Rồi em này có mã là E105 bờ vai 52 eo bụng 58 chiều dài 68 em này có mã là E105 nè em mấy chú nhìn áo rất là mới rất đẹp nha rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Lacoste nha nè thương hiệu cá sấu nha Lacoste nha Đó, áo phát nha em mấy chú đây nè cái dây kéo nó nó khắc cái cái thương hiệu là có trong này nha đây nè là có nha cá sấu nha nè em này mình dễ dù nữa nha anh em mấy chú áo phát dù nha áo rất là đẹp luôn rất là mới nha anh em mấy chú đây tay bò nha diện dưới cũng bò nha hai bên nha anh em em này ở trong nó cũng uh, hai lớp nữa nha nè ở trong một lớp nha trong là lớp này là lớp này. cô tông mặt rất là sướng luôn rồi em này có mã là e 106 bờ vai 52 eo bụng 60 chiều dài 69 em này có mã là e 106 rồi tiếp theo nữa là em em này cắt tam tác mất tiêu như nè em này là của em treo như nè đây hiệu búp bê như nè búp bê như nè đây búp bê như nè đây là nó thiêu nha anh em mấy chú chứ không phải nó in đâu nha thiêu nha <laughs> em cho em này ở trong cũng cũng hai lớp đi nè đây cũng dễ dù siêu mịn nữa nha em em này là áo em này dài nha em áo này là áo măng tơ nha măng tông măng tô rồi em này có mã là e 107 bờ vai 36 eo bụng 50 chiều dài 78 Em này có mã là E107. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Đích kỳ nữa nha anh em mấy chú. Đây, thương hiệu Đích kỳ nha. Ừ. Đây nè. áo rất là đẹp, rất là mới luôn nè. Đây thương hiệu Đích kỳ nha nè. Trên cái nón này nè, đó, nó cũng có thương hiệu Đích Kỳ nha nha. Ừ em này nó có dây rút ở bên sau nữa nha đây hai bên hồng nữa nha dây rút cái nón nha, ừ. nha. xé ra nha ở trong có cái dây kéo nha này đó nha. áo rất là mới rất đẹp nha bên thờ bên cái tát bên đây bên cái cái tay bên đây nó có thiêu cái thương hiệu đích kỳ của nó nha với cái mấy cái hàng chữ nữa nha mấy cái khúc chuyện của nó nữa nha đây nè anh em mấy chú nhìn nha áo rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú em này cũng ở trong nó cũng một lớp uh, lưới nữa nha anh em đây đó lưới nha xung quanh là nó nó có cái diện đích kỳ của nó nha đây cái thương hiệu đích kỳ nữa nha đây em tắt rất là mới luôn đó kỳ okay nha anh ừ, em mấy chú nhìn nha. đó áo không khác gì áo mới nha anh em mấy chú ừ. rồi em này có mã là e 108 bờ vai 54 eo bụng 60 chiều dài 73 em này có mã là e 108 Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu hiệu Don Chề Gabana nha anh em. Đây. Don Chề Gabana nha anh em mấy chú. Đây, made in Italy luôn nha. Đó. sản xuất ở Ý luôn Đây nha anh em. Don Chề Gabana. Anh em. Ở trong này nó nó có cái nón nha anh em. Đó, anh em muốn đổi nón thì anh em kéo gì kéo ra anh em lấy nón ra nha. Ở trong có cái nón nha anh em. Mà cái dây kéo này nó bị mắc cái mắc cái 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 cái, cái kéo rồi nè ừ. mắc cái kéo rồi nha đó nên nè nè cái miếng này miếng này là cái miếng cái miếng này là cái miếng inox anh em hay là cái miếng này nó inox nó si gì ừ. thương hiệu đơn trời gabana như nè ừ. đây italia ừ. của ý nè đây dây kéo này nè nó đóng nè. Đoàn chề gabana áo rất đẹp luôn rất là mới luôn anh em mấy chú Đúng. đây anh em mấy chú xem tay bo diện dưới cũng bo rất là đơn, đẹp luôn Đúng. phía sau nữa nè sau sẽ cúc nữa nha Đúng. mấy cái cúc này là nó 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 khắc mấy cái thương hiệu đơn Gabbana gabana hết nha anh em ở trong là áo này nó hai lớp nha ở trong là một cái lớp cái lớp dễ dù dễ dù siêu mịn nha hai dây kéo nha anh em mấy chú Đây nè hai dây kéo nha Đây, kéo cho anh em mấy chú xem luôn Rồi, em này là màu xanh nha anh em mấy chú Màu xanh nha Màu xanh Rồi, em này có mã là E109 Bờ vai 43 Eo bụng 50 Chiều dài 64 Em này có mã là E109 Rồi tiếp theo nữa là em cũng nhà thương hiệu thèn nốt phay nữa nha anh em mấy chú. Đây. thèn nốt phay nha. Đó. Áo rất là mới luôn anh em mấy chú nè. Xé cũng xé nha. Để vô dán lại nha. Đây anh em mấy chú nhìn nha. Bên tài bên này có cũng có, cái túi dây kéo nữa nha. Trên cái cái tài cái vai nha, cái tài nha, bắp tài nha. Đây phía sau cũng có cái thương hiệu thèn nốt phay nữa nha anh em mấy chú. Ừ áo thì rất là mới luôn không khác gì cái áo mới của mình nha anh em mấy chú áo rất là mới rất đẹp đây em này cũng hai lớp nữa nha anh em lớp trong là một cái lớp mình giấy dù siêu mịn nha ở trong cũng túi nè cũng có túi trong nữa nha có dây rút hai bên nha anh em nè. dây rút ở dưới nha có cúc bóp nữa nha. Để rút hai bên nha. Rút cũng kế có gì rút nón nữa nha anh em mấy chú, nè hai bên nữa nha. Ừ, phía sau nữa nè. Ừ. Rồi, áo này rất là đẹp luôn, rất là mới luôn anh em mấy chú. Ừ, anh em mấy chú nhìn đi nha, áo rất là mới, rất đẹp nha. Rồi, em này có mã là E110 bờ vai 53, eo bụng 62, chiều dài 75. Em này có mã là E110. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Dicky nữa nha anh em mấy chú. Đây. Thương hiệu Dicky nữa nha. Đây anh em mấy chú xem nha. Đây. trong nó cũng có dây kéo nữa nha anh em. Đây. Dán lại nha. Đây nè hai bên này nó cũng có dây rút cái nón nữa nha đây trên thương hiệu đích kỳ nha phía sau cũng có nữa nha có dây rút nữa cái nón nữa nha nè đây anh em mấy chú xem, xem nha áo rất là mới nha đây kỳ nha cái này là cái túi nữa nha nè anh em mấy chú nhìn nha đó trên cái 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 tay cái bắp tay cũng có cái túi nữa nha nè đây cái tát nữa thương hiệu đích kỳ nữa nha chữ siêu đây ở dưới cái nắp hai ở trước hai cái lỗ phía sau hai lỗ nha em hai cái lỗ đó là cái lỗ thông hơi nha em mà không có bị nóng nha em không có bị hầm cái nắp mà nó đổ mồ hôi nắp nha em mấy chú áo thì rất là mới luôn đây nó trong nè ừ. dưới là cái mình dù siêu mịn nha dễ dù còn đây là cái mình lưới nha em đây anh em nhìn nha đó áo rất là mới nha tát rất là mới luôn không khác gì gấu mới nha anh em mấy chú nè đó anh em mấy chú nhìn nha, cái tem nè đó không khác gì gấu mới nha em không bao giờ nói bậy đâu nha nè anh em mấy chú nhìn đi nha đó cái này là cái túi nha anh em nè cái túi nha này, anh em mà có để tiền ở trong cũng được nha để vàng trong này cũng được áo rất là đẹp rất là mới nha anh em rồi em này có mã là e một 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 bờ vai năm mươi eo bụng năm mươi chín chiều dài bảy mươi hai em này có mã là e một 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 ba số một nha anh em rồi tiếp theo là em này là em cuối cùng nha anh em em này là da nha anh em đây là da xịn nha anh em mấy chú đó em này mình ra xịn nha cái cổ ở trong là cái cổ giải zin nha anh em đây anh em mấy chú xem nha đây là cái dây kéo nha nên em nhìn nha. đó ở trong là nó 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 xài một cái 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 lớp zin nữa chơi giải zin nữa này anh em mà cái mình giải zin này rất là mịn nha anh em rất là mềm mịn nha nè có độ giãn này nha anh em mặt rất là sướng nha Ừ, anh em mấy chú nhìn nha. Ừ. áo rất là đẹp luôn anh em mấy chú áo này là da là da xịn nha anh em mấy chú chứ không phải là da da thường nha da xịn nha da rất là mềm mịn rất là sướng luôn Đây nè, anh em mấy chú nhìn nè. Cái da nè. Cái cúc nè. Anh em thấy nè đó, cái cái nó sáng hơn là cái chiếc chiếc nhẫn của em nữa nha. Đó, nó sáng. Ghê luôn. Hơn là bạch kim nữa. Nó, nó sáng. Cúc nào cũng vậy nha anh em mấy chú nè. Đó. đó. Ừ. Anh em mấy chú nhìn nè, đó nó sáng Thấy hình mình trong này luôn nha anh em mấy chú Miếng ừ. da xịn nha Em bán uống cho anh em cũng đồng giá là nó Nó 400k luôn nha anh em mấy chú Cái áo này là người ta không có bán 400k đâu nha anh em Nhưng mà em vẫn bán cho anh em đồng giá 400k luôn ừ. Nhưng mà em này thì nó có bị Nó có bị lủng một lỗ Đi Lủng lỗ chỗ này nè Đó, chút xíu nha anh em nào thích thì chốt nha, không thích thì thôi. Đây, có lũng lỗ chút xíu nha anh em. Ừ. Cái này là làm như nó bị nó bị cỏ gì anh em. vừa cái nó bị xước một, một 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 lỗ. Đó, áo rất là đẹp nha anh em mấy chú. Ở dưới này là cái jean nữa nha. Nè đó. Nó làm như là anh em mặc hai hai lớp áo anh em. Ừ. Ở trong là lớp áo jean còn ngoài là lớp áo da nha. Ừ nhưng mà cái này là một áo rồi à nha anh em nhưng mà nó làm cái kiểu nó vậy nha anh em mấy chú đây nè để anh em mấy chú xem đi đó ở trong là một cái lớp giải dù siêu mịn nha giải dù mỏng siêu mịn nha đó anh em mấy chú nhìn đi nha vải dù nó chỉ có một khúc đây thôi nha rồi em này có mã là e 112 bờ vai 62 eo bụng 66 Chiều dài 74. Em này có mã là E112. Ừ. Rồi. Em lên giờ em lên quần kaki VIP nha anh em mấy chú. Quần VIP này là có mức giá là 300k nha anh em mấy chú. Là mã là mã D nha anh em mấy chú. Mã dê nha. Là có mức giá là 300k nha anh em mấy chú. Rồi, anh em mấy chú xem nha. Rồi em này là nhà của thương hiệu Nike nha anh em mấy chú Quần này là của nhà thương hiệu Nike nha Đây nè Đây ừ, Cái dấu Nike của nó nha Cúc cũng vậy nha anh em ừ. Đây em tác anh em mấy chú nhìn nè Đó rất là nhiều rất là mới luôn Đó cái quần nó không khác gì cái quần mới nha anh em mấy chú rất là mới nha đây rất đẹp luôn nha anh em mấy chú đồ giảng rất là nhiều nha em này là cũng dễ dù nữa nha anh em mấy chú mình dễ dù nha chứ không phải là mình dễ ca kia nha anh em đây anh mấy chú nhìn nha đó quần rất là mới nha không khác gì cái quần mới nha anh em mấy chú đây form rất là đẹp luôn nha anh em mấy chú rồi em này có mã là D870 eo bụng 98 chiều dài 106 ống rộng 20 em này có mã là D870 Rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Sada nha anh em. Đây, Sada nha. Quần rất đẹp luôn, rất là mới nha anh em mấy chú. Nè, anh em mấy chú nhìn nha. Form em này form hơi body gọn nha anh em. Đây, cái miếng này là miếng da xịn nha anh em. Miếng da. Nè, anh em mấy chú xem nha. Form này form body hơi gọn nha nó cũng qua đi rồi anh em phơm nó phơm gọn như anh em mấy chú phơm gọn nha phơm này phơm gọn đây này, nè anh em mấy chú xem nha đó quần rất là mới nha không khác gì của quần mới nha anh em mấy chú <laughs> mấy em này thì độ giảm nhiều nha rồi em này có mã là d 7 xin lỗi d 871 eo bụng 98 mươi chiều dài 104, ống rộng 16. Em này có mã là D871. nha. cái ống ở trên này nó vuốt xuống dưới cái ống này nhỏ như nè. Đó, ở trên cái đùi nha nó vuốt xuống dưới cái ống nhỏ như nè. Đó, chứ không phải cái phôm này là phôm body như nè. Đó, anh em nhìn nha. Phôm này là phôm gọn như nè. Phôm này là phôm chuẩn gọn nha. Rồi, tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Bana lit đây anh em tam tác này rất là mới nha anh em mấy chú đó à, quần rất là đẹp luôn anh em mấy chú Nên, anh em mấy chú nhìn nha quần rất là mới nha em này phơm em này cũng phơm chuẩn nha anh em cũng không có body cũng không có rộng nha anh em mấy chú đó anh em mấy chú nhìn nha quần có độ dạng rất là nhiều nha Nên, anh em mấy chú nhìn đi nha quần rất là mới luôn em này là mình giải bố liền nha anh em mình giải bố đi niềm cho anh em mấy chú mình giải bố nha mặt rất là sang nha anh em mấy chú rồi em này có mã là D872 eo bụng 84 chiều dài 108 ống rộng 19 em này có mã là D872 ừ. này cũng phong chuẩn nha anh em Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Sada nữa nha anh em mấy chú. Đây. Sada nha. Ừ. Đây, anh em mấy chú xem nha. Ừ. Quần rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú. Ừ. Phơm em này là phơm cũng form ống suông nha anh em. Đây, đó anh em mấy chú nhìn nha, phơm ống suông nha. Ừ. Không có body cũng không có rộng nha. Nè, anh em mấy chú nhìn nha. cái quần này, không khác gì quần mới đâu nha anh em mấy chú. Ừ. Quần rất là mới nha. Mấy đồ giản thì rất là nhiều nha. Rồi em này có mã là D873 Eo bụng 92 Chiều dài 106 Ống rộng 20 Em này có mã là D873 Quần em này dãy hơi mỏng nha em Bởi vì anh em mấy chú mặc rất là mát nha em cái miếng này là cái miếng da nha em đó miếng da nha miếng da xịn chắc là im luôn quần rất là mới nha anh em mấy chú rồi tiếp theo nữa là em cũng nhà thương hiệu h em nha em đây h em nha đây tem tác cút kiếp rất là nhiều đó tem rất là mới nha anh em mấy chú đây quần rất là mới đẹp nha ừ. Form này cũng phơm chuẩn nha em không có body cũng không có rộng nha anh em mấy chú đó đây anh em mấy chú nhìn đi nha cái quần nè, đó. Nó không khác gì quần mới nha anh em mấy chú. Rồi, em này có mã là D 874 eo bụng 80, chiều dài 108, ống rộng 17. Em này có mã là D 874. Rồi tiếp nữa lòng em của nhà thương hiệu Thương hiệu Văn Lơ nha anh em. Đây, thương hiệu Văn Lơ của Mỹ nha anh em. Ừ. Quần rất là mới, rất đẹp nha anh em mấy chú. Đây, cái cúc này nó đóng thương hiệu Văn Lơ nha. Ừ. Phía sau nè anh em. Đây, Văn Lơ nha. Đây, Văn Lơ nha anh em. Kiểu quần rất đẹp luôn, quần rất là mới luôn anh em mấy chú. Quần rất là mới, rất đẹp nha. phôm em này cũng phôm chuẩn nữa nha không có body cũng không có động nha anh em mấy chú đó đây nè nhìn này cái quần nè đó nó không khác gì cái quần mới của mình nha anh em mấy chú rồi em này có mã là d 875 eo bụng 80 chiều dài 100 ống rộng 20 em này có mã là d 875 Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Bana Jeep Lick. Đây nè. Đẹp tác. Đầy đủ rất là nhiều luôn nha. Rất là mới luôn nha anh em. Xem. Đây anh em, quần rất là đẹp nha anh em mấy chú. Ừ. Quần rất là đẹp nha. Đồ giảng thì nó có nha. Ừ. Đây, anh em mấy chú nhìn nha, quần form rất là đẹp nha. Quần rất là mới luôn anh em mấy chú anh em mấy chú xem tự đánh giá đi nha rồi em này có mã là d 876 eo bụng 90 chiều dài 108 ống rộng 20 em này có mã là d 876 rồi tiếp theo nữa là em cũng nhà thương hiệu Docker cờ nha em đây Docker cờ nha em anh em mấy chú xem nha tem Docker cờ này. đó em này được sản xuất ở cambu anh em mấy chú quần rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú nè à, cái logo của thương hiệu Docker nha nó thiêu ở sau túi nha quần rất đẹp ưu giản rất là nhiều nha anh em mấy chú Đúng. quần không khác gì cái quần mới nha anh em mấy chú cái này cũng phôm chuẩn vừa mặt nha không có body cũng không có không có rộng nha vừa mặt phôm rất đẹp luôn quần này anh em chú nhìn không khác những quần mới của mình nha rồi em này có mã là D877 eo bụng 76 chiều dài 100 ống rộng 18 em này có mã là D877 Rồi tiếp nữa là một em của nhà thương hiệu Fila nữa nha anh em mấy chú. Đây, Fila nha. Đây, bên này cũng vậy nha, Fila nha anh em. Đây nè, phía sau nữa nha. Đó, cái tát nữa nha. Đây nè, chữ bên này nó bên này nó cái túi này nó cũng thiêu nữa nha anh em. Quần rất là đẹp luôn anh em mấy chú, rất là mới luôn. Đúng phơm em này cũng phơm chuẩn như nè không có body cũng không có động đâu nha anh em mấy chú nè ở trên này là nó rút xuống cái 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 trên cái đùi trên này nha nó rút xuống cái ống nhỏ rồi nha đó cái phơm này là phơm chuẩn nha anh em mấy chú không có body cũng không có động đâu nha này anh em mấy chú nhìn nè cái quần này đó nó không khác gì quần mới mình nha thêm phần nó có cái cái, cái mấy cái chữ nó thiêu nên nè rất là đẹp nha đó. bên này là cái tát fila đây cái miếng này nữa nè. Rồi em này có mã là D878 eo bụng 96 chiều dài 102 ống rộng 17 em này có mã là D878 nhưng mà trong cái quần này nó có nó có qua văn trong quần nữa nha nè đây nè qua văn nè nè đó qua văn chữ nó là chữ hai chữ viết tắt là chữ F với chữ G. chữ F với chữ chữ G đẹp lắm anh em mấy chú quần rất là đẹp nha rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu điều vai nha anh em đây điều vai Châu nha đây anh em điều vai nha đây em này quần kaki nha anh em đây thương hiệu điều vai nha rất đẹp nha anh em mấy chú em này là màu đen nha anh em mấy chú đây anh em tự đánh giá độ mới đi nha em này có đủ giảng nha rồi em này có mã là D879 eo bụng 88 chiều dài 98 ống rộng 19 em này có mã là D tám bảy chín Em này cũng phơm chuẩn nha anh em. Không có body cũng không có động nha anh em mấy chú. Rồi tiếp theo nữa là em có nhà thương hiệu gáp nữa nha anh em mấy chú. Đây gáp nha. Đây anh em mấy chú xem nha. Quần rất là mới nha anh em mấy chú. Phơm em này cũng phơm chuẩn nha. Không có body cũng không có động nha anh em mấy chú. Đây. Anh em mấy chú nhìn nha. Quần rất là mới rất đẹp nha. Rồi em này có mã là D880 eo bụng 94 chiều dài 104 ống rộng 19 em này có mã là D880 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu thương hiệu Nautica nha em đây thương hiệu Nautica nha em đây nè tem tác nè em rất là nhiều rất là là mới luôn nha đó tem nó không khác là cái tem mới gì anh em rất là mới nha ừ. em này là kaki jean túi lòi nha anh em đây anh em cái cúc nữa nè ừ. nautica nha đây phía sau là túi lòi nha anh em ừ. đây anh em mấy chú em này màu xanh nha anh em mấy chú ừ. Form em này cũng form chuẩn nha. Không có body cũng không có rộng nha anh em mấy chú. Form chuẩn nha. Độ giảm thì rất là nhiều nha. Nè, anh em mấy chú là tự đánh giá độ mới nha. Rồi em này có mã là D881 Eo bụng 90 Chiều dài 102 Ống rộng 21 Em này có mã là D881 Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Bana dép đích anh Đây nè. Vườn rất là đẹp luôn anh em mấy chú, rất là mới nha. Form em này cũng form ống của nó cũng chuẩn nha anh em. Ống chuẩn. Đây nè. Form ống xuông nha. Mấy em này thì độ giãn rất là nhiều nha anh em. Nè, đồ mới này. nè anh em mấy chú tự đánh giá nha. Rất là mới nha anh em, không khác gì quần mới đâu anh em mấy chú. Rồi em này có mã là D882 Eo bụng 82 Chiều dài 102 Ống rộng 20 Em này có mã là D882 <laughs> Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Gáp nữa nha anh em mấy chú Đây gáp nữa nha Anh em mấy chú nhìn quần nha Không khác gì quần mới mình đâu anh em mấy chú nè. Mình giải rất đẹp luôn nha Phom, này cũng phôm chuẩn nha anh em không có body cũng không có rộng đâu nha anh em mấy chú đồ giảng thì cũng có nha nè anh em mấy chú nhìn nha đó quần không khác gì quần mới nha mình giải rất là đẹp nha rồi em này có mã là D883 eo bụng 90 chiều dài 102 ống rộng 21 em này có mã là D883 Rồi tiếp theo nữa lòng em của nhà thương hiệu Bana Replit như này. Đây nè. Thương hiệu Bana Replit Đây nè. Anh em nhìn mình giải nha. Rất là đẹp, rất là mới luôn anh em mấy chú. Không khác gì quần mới nha. phơm này ống hơi rộng nha anh em. Phơm ống suông nha. Mấy em này thì độ giãn có nha. Đây, anh em mấy chú nhìn nha. Đó, cái quần nè. Không khác gì quần mới nha. Rồi, em này có mã là D884, eo bụng 88, chiều dài 108, ống rộng 22. Em này có mã là D884. Rồi, tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu, thương hiệu Docker nữa nha em mấy chú. Đây, thương hiệu Docker nha. Đây nè, em tác nó nè nè. Đó. rất đầy đủ luôn. em này được sản xuất ở Nicaragua đây nè. quần rất là mới rất đẹp nha nè đây logo của nó nha. đây nè mấy chú. quần rất là mới nha em mấy chú. Phô, em này ống cũng hơi rộng nha em mấy chú. nhưng mà em này cũng có độ giãn nữa nha. anh em mấy chú nhìn cái quần nè đó nó không khác gì quần mới mình nha. Màu đen nha anh em mấy chú. Đây. Đó em mấy chú nhìn nha. Không khác gì quần mới mình nha. Em này là quần Tây Âu nha anh em mấy chú. Quần Tây Âu nha. Chứ không phải quần Kaki nha anh em mấy chú. Quần Tây Âu nha. Mình giải rất là mềm mịn nha. Quần Tây Âu á. Rồi em này có mã là D885. Eo bụng 88. Chiều dài 108. Ống rộng 22. Em này có mã là D885. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu. Tóc cờ nữa nha anh em. Đây nè. Tóc cờ nha. Em này là Kaki Jin nha anh em. Đây. Kaki Jin nha anh em. Quần rất là mới luôn anh em. Phía sau là túi lòi nha anh em mấy chú. Đây cái cúc của nó là cúc đồng nguyên khối nha đó cúc đồng nha đây nè tem tác này nè giống như là lề quay vậy nè em này được sản xuất ở uh... China đó. quần rất là đẹp luôn anh em phơm này là phơm cũng phơm uh, trứng chuẩn vậy nè đó. nó cũng không có body cũng không có rộng đâu anh em mấy chú đó, cũng vừa mặt mấy em này thì độ giãn rất là nhiều nha đây anh em mấy chú nhìn nha đó không thua gì quần mới bao nhiêu đâu nha anh em mình giải rất là mềm mịn luôn anh em mắt rất là sướng nha em này là màu xám nha anh em mấy chú rồi em này có mã là D886 eo bụng 92 chiều dài 110 ống rộng 21 em này có mã là D886 sáu, miếng này da miếng da xịn của nó nha anh rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Boss nha anh em mấy chú, đây thương hiệu Boss của Mỹ nữa nha, đó, anh em mấy chú xem nha, nè, tem tác đây có mã VJ luôn nha, ở phía tag này cũng có nữa nha, đó anh em mấy chú nhìn nha, quần rất là mới luôn tát nè rất là mới nha không khác gì cái quần mới nha anh em mấy chú thương hiệu Hugo Boss đây anh em mấy chú xem rất là đẹp đồ giản rất là nhiều luôn anh em mấy chú đây nè đó thương hiệu Boss nữa nha Phôm em này phôm hơi gọn nha anh em mấy chú. Phôm chuẩn gọn nha. Đây. Phôm chuẩn gọn nha. Đồ giảng thì nhiều nha anh em mấy chú. Còn quần này anh em mấy chú nhìn nha. Đó. Không thua quần mới gì bao nhiêu đâu nha anh em mấy chú. Rồi em này có mã là D887 Eo bụng 88 Chiều dài 104 Ống rộng 19 Em này có mã là d 88 Bảy. rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Thơm mì nha anh em đây anh em mì nha quần rất là mới luôn anh em tác rất là mới nha anh em ai cúc đây anh em mấy chú nhìn nha quần rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú của nhà thương hiệu tôm Anh em, phơm cũng phơm chuẩn nha anh em. Đó, không có rộng cũng không có body đâu nha anh em mấy chú. Phơm chuẩn nha. Nè anh em mấy chú nhìn thấy quần nè, đó. Nó không khác gì quần mới đâu anh em mấy chú. Đó. Rồi, em này có mã là D888. Eo bụng 94. Chiều dài 106. Ống rộng 21. Em này có mã là D tám 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 bà số tám nha nè rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu đốc cờ nữa nha anh em mấy chú đây thương hiệu đốc nữa nha tem tag tác này anh em mấy chú nhìn rất là mới rất là nhiều luôn em này của nhà thương hiệu Hattie, sản xuất ở Hattie nha anh em rất là đẹp rất là mới nè phía sau nè logo nữa nha Em này phơm ống cũng suông nữa nha. Phơm ống rộng nha anh em mấy chú. Đây. Phơm ống hơi rộng nha. này anh em mấy chú nhìn nha. Đó. Quần không khác gì cái quần mới nha anh em mấy chú. Mấy em này thì có độ giãn nha. Rồi. Em này có mã là D 889 Eo bụng 80 Chiều dài 106 Ống rộng 21 Em này có mã là D889. Đây nè, nè. Nó còn cái cọng chỉ găng nữa nè anh em mấy chú. Đó. Nó chưa bứt cọng chỉ găng nữa nè. Đó. Bởi vì là cái cọng chỉ găng này nó nó, 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 nó sức cái cái miếng giấy nhãn hiệu đó nè. Nè. Thương hiệu nó cái logo đó nha. Nóc cờ. Rồi. Tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Bana. Giếp lít nữa nè nên anh em mấy chú quần rất là mới luôn không khác gì quần mới nha anh em đây thương hiệu nữa nha bana deplit nha ừ. quần rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú ừ. form em này cũng form chuẩn nha anh em không có body cũng không có rộng nha anh ừ. em đây form chuẩn nha em này thì độ giãn nhiều nha anh em mấy chú đây anh em mấy chú xem nha ừ. Quần không khác gì cái quần mới nha anh em mấy chú. Rồi, em này có mã là D890. Eo bụng 86. Chiều dài 102. Ống rộng 19. Em này có mã là D890. Rồi, tiếp theo nữa là một em cũng của nhà thương hiệu Banana, Rip nè. Đây nè vườn cũng rất là mới rất đẹp luôn nha anh em mấy chú vườn rất là mới rất đẹp nha em này là cái màu của nó nó màu mà đen xanh xanh đó anh em màu xanh đen ừ này cũng phơm chuẩn nha anh em không có body cũng không có rộng nha anh em mấy chú mấy em này thì độ giãn nó nhiều nha đây em mấy chú nhìn nha. Thương hiệu đó nha, Bana Replic. Nè, độ mới này, nè anh em mấy chú nhìn đi nha. Đó. Không thua quần mới bao nhiêu phần trăm đâu nha anh em mấy chú. Rồi, em này có mã là D891. Eo bụng 90, chiều dài 102, ống rộng 21. Em này có mã là D891. Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Polo Cup như em. Bentley Polo Cup như em. Ừ. Xinh quanh luôn như em. Đó nó làm xung quanh cái quần nha. Đây em mấy chú. Ừ. Em này có nhắn ben nữa nha. Đó, nhắn một ben nha anh em mấy chú. Đây quần rất là rộng luôn anh em mấy chú. Ừ. Quần rất rộng nha. Em này phơm ống rộng nha anh em mấy chú. Đây anh em mấy chú nào thích phơm rộng thì chốt nha em này độ giãn rất là nhiều nha đây là cái 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 logo thương hiệu đó nha thương hiệu đó nha đó Polo Cup nha em này là mình giải dù nha anh em mấy chú mình giải dù nha rất là mỏng nha mặt rất là mát nha mấy anh mấy chú mà mặc mùng về anh em mấy chú giặt lại là thẳng ra đẹp lắm nha anh em mấy chú rồi em này có mã là dê 892 eo bụng 86 chiều dài 98 ống rộng 25. Em này có mã là D 892. Rồi tiếp nữa lòng em của nhà thương hiệu Vila nữa nha anh em mấy chú. Đây. Vila nha. Đây nè mấy chú, xem nha, phila nha ừ. Quần cũng còn rất là mới, rất đẹp nha anh em mấy chú Đây đây nè, ừ. phila nha anh em Nó thiêu ở, ở trước túi nha ừ. Phía sau túi sau này nè, nó cũng có một nắp nữa nè Nó cũng thiêu nữa nha, phila nha ừ. Túi bên này không có nắp đậy nha, bên này có nắp nha anh em ừ. Quần rất là đẹp, rất là mới luôn anh em mấy chú Form này form ống nó cũng hơi rộng tí xíu nha. Form ống cũng rộng nha anh em mấy chú. Ống nó không có rộng mà trên cái đùi nó hơi rộng nha. Đây. Em này là cái lai nổi nha. Anh em mà không mặc thì anh em tháo xuống nha. Tháo xuống nha. Tháo cái bằng chỉ chỗ này là anh em gỡ để xuống nha. Rồi em này có mã là D892 eo bụng 72, chiều dài 98, ống rộng 19, em này có mã là D892. Em này chiều dài 98 cho anh em mà thả cái like này xuống là được 100 dư sức luôn nha anh em. Cái này là cũng được 100, 101, 101, 102, 101, 102 anh em mấy chú. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Dicky nữa nha anh em mấy chú. Đây. Thương hiệu Dicky nha. Ừ. Đây, anh em mấy chú xem nha. Ừ. Quần rất là mới, rất đẹp nha anh em mấy chú. Form này là form ống rộng nha anh em mấy chú. Ừ. Đây nha. Dicky nha. Phía sau bên cái 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 hông đùi nó cũng có thương hiệu Dicky nữa nha anh em mấy chú. Form này là form ống rộng nha anh em mấy chú. Ừ. Form ống rộng nha. Đây, quần rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú. Quần này mấy anh em vừa giặt lại là mới lắm nha anh em mấy chú. Rồi, em này có mã là D893, eo bụng 76, chiều dài 98, ống rộng 25. Em này có mã là D893. Rồi, tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu thương hiệu lê cốp xì bọt như em đó thương hiệu gà như nè đây nè quần rất đẹp luôn đó mấy cái chữ này là nó thiêu nha anh em thiêu hết cái quần luôn nha đây phía sau này nè đây cái logo nó thiêu nha con gà trống nha còn trên đây là thương hiệu nữa nha lê cốp xì bọt như nè quần rất đẹp luôn rất là mới rất đẹp như nè quần rất đẹp nha Quần này mấy anh em mà giặt lại rồi còn rất là mới nha anh em mấy chú. Mấy em này thì độ giảm nhiều nha. Mặc rất là sướng luôn. này anh em mấy chú nhìn nha. Em này phơm, em này cũng phơm gọn nha anh em. Rồi, em này có mã là D894, eo bụng 88, chiều dài 104, ống rộng 18. Em này có mã là D... 894. Rồi tiếp theo nữa lòng em cũng hiệu Lycop cốp nữa nha nè. Ly cốp bọt. Đây nè. Đó, hiệu Lycop cốp bọt như nè. hiệu gà trống nữa nha. Quần rất là đẹp anh em mấy chú. Đây. Đây nè. Logo thiêu gà trống nha. Ở dưới này có cái tát nữa nha nè dưới cái túi bình hồng nha nhưng mà cũng có thương hiệu đấy lê cốp nha Lecop xì bọt nha anh em mấy chú đó quần rất là mới nha anh em mấy chú nè. trong cúc này nó cũng khắc cái logo thương hiệu nó trong này luôn nha quần rất là đẹp rất là mới luôn anh em mấy chú form này form ống suông đấy nha form ống suông nha anh em mấy chú Rồi, em này có mã là D895, eo bụng 86, chiều dài 102, ống rộng 25. Em này có mã là D895. Em này quần em này như ống lo, anh em mấy chú, đó, quần như là quần ống lo vậy. Anh em mấy chú nào thích phật mặt ống lo thì mặc em này nhé. rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu nóc cờ nữa nha anh em mấy chú đây nóc cờ nữa nha em tác em này được sản xuất ở bangladesh nha anh em quần rất là mới nha anh em mấy chú em này cũng là quần tây âu nữa nha anh em mấy chú đây quần tây âu nha em này là màu xanh nha anh em màu xanh than nha phơm cũng phơm chuẩn nha anh em mấy chú phơm chuẩn gọn nha phơm uống xuông nha độ giảm thì rất là nhiều nha cái quần thì nó mới nó mịn lắm nha rất là sướng tay luôn anh em mấy chú nè. quần tây âu nha anh em mấy chú rất là mới nha không khác gì quần mới nha anh em mấy chú này phía sau này nè đó cái này là cái logo nữa nha rồi em này có mã là d 896 eo bụng 80 chiều dài 112 ống rộng 19 em này có mã là d 8 chín sáu rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Polo Draper nha anh em anh em đó Polo nha anh em mấy chú đây quần rất là đẹp luôn form này cũng form chuẩn nha anh em mấy chú không có body cũng không có rộng nha đây nè đó cái cái logo nó nha Polo nha, nha nha anh độ giảng nha rất nhiều nha Form này cũng form chuẩn nha anh em mấy chú nên anh em mấy chú nhìn độ mới đi nha tự đánh giá nha đó không thua vườn mới đâu nha anh em mấy chú rồi em này có mã là D897 eo bụng 84 chiều dài 98 ống rộng 20 em này có mã là D897 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu CK nha anh đây nè Calvin đây nè quần rất đẹp luôn anh em mấy chú ừ. quần rất là đẹp nha cái quần này là nó không khác gì cái quần mới anh em mấy chú cái quần này như, như là nó nó mới chưa mặc luôn anh em mấy chú cái quần này, này. Ừ. em này là nó cái màu em này nó nó không phải cái màu đen luôn cái màu xanh đen đó. màu màu đen xanh xanh đó anh em mấy chú mà xanh đen. Nè, nè mấy chú nhìn. Cái quần này nó mới nè đó. Như là cái quần chưa mặc nha. Em này là quần Tây Âu nha em. Chứ không phải là quần Kaki nha em mấy chú. Quần Tây Âu nha. Ừ. Quần này là quần. Như là mới chưa mặc luôn. Form là form ống suông nha em. Ừ. Form ống suông nha. Rồi em này có mã là D898. Eo bụng. 80, chiều dài 106, ống rộng 21, em này có mã là D898. <laughs> Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Văn Lơ nữa nha anh em mấy chú, đây Văn Lơ nữa nha. quần rất là mới nha anh em mấy chú mấy này thì có độ giãn nhiều nha này anh em mấy chú nhìn nha quần rất là mới nha đó không khác gì quần mới nha anh em đây thương hiệu văn lơ nha anh em vừa rồi cũng có một em sớm cũng có một em giống vậy nha anh em mấy chú nhưng mà em kia cái xe lớn hơn đây nè em. Ừ. em này cái xe nhỏ hơn nha anh em mấy chú đây nè anh em mấy chú nhìn đây nha cái quần này nó không khác gì quần mới mình nha anh em mấy chú ừ của nhà thương hiệu Văn Lơ của Mỹ nha. Rất nổi tiếng nha. Rồi, em này có mã là D899 eo bụng 74, chiều dài 108, ống rộng 19. Em này có mã là D899. Rồi, tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Docker nữa nha anh em mấy chú. Đây. Thương hiệu Docker nữa nha. Quần rất là đẹp rất là mới luôn anh em mấy chú có độ giãn rất nhiều luôn nha đó anh em mấy chú xem nha em này cũng là quần quần này là quần tây nữa nha anh em mấy chú quần tây âu nữa nha đây độ mới nên anh em mấy chú nhìn nha không khác gì quần mới nha anh em mấy chú em này cũng là quần tây âu nữa nha phơm cũng phơm chuẩn nha không có body cũng không có rộng nha anh em phơm chuẩn mặt rất là đẹp nha rồi em này có mã là D 9 00900 anh em. Eo bụng 86, chiều dài 108, ống rộng 19. Em này có mã là D 900. Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu gáp nha anh em. Đây. gáp nha anh em mấy chú. Quần rất là mới luôn anh em mấy chú, rất là đẹp nha. Đây. Ừ. Em này là quần kaki nha anh em mấy chú. Đây. Có độ giãn nữa nha. Em này là phơm ống xuông nha anh em mấy chú. Đây phơm ống xuông nha. Đó. Nè anh em mấy chú nhìn nha quần nha. Đó. Đồ mới nha. Anh em mấy chú xem đi nha. Đó. Không thua dù quần mới bao nhiêu đâu nha anh em mấy chú. Rồi em này có mã là D901. Eo bụng 92. Chiều dài 108. Ống rộng 22. Em này có mã là D901. Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu đốc cờ nữa nha anh em mấy chú. Đây, đốc cờ nữa nha. Đây anh em mấy chú xem nha, quần rất là mới nha. Đây. Đó, à, tác đốc cờ nha anh em. Cái logo đốc cờ Phơm ừ. này cũng phơm nói chung là phơm nó cũng vừa thôi anh em. Chứ cũng không có rộng gì quá đâu nha. Ừ. Đồ giảng thì rất là nhiều nha. Em này là màu xanh nha anh em mấy chú. Nè, đồ mới nè anh em mấy chú nhìn nha. Nó không thua quần mới đâu nha anh em mấy chú không thu quần mới bao nhiêu đâu nha rồi em này có mã là d 902 eo bụng 96 chiều dài 102 ống rộng 22 em này có mã là d 902 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu ly nha em em này là quần ly nha em thương hiệu ly của mỹ như rồi, Lee nha em đợi ly nha đây nè quần rất đẹp luôn anh em mới tứ chú đây thương hiệu ly của nó nha đây túi có gì kéo nè. Ừ. đây phía trước nha nè ừ. quần rất đẹp nha anh em mấy chú đây cái cúc ly của nó nha rất là sáng luôn rất là đẹp luôn anh em mấy chú đây rất là mới nha rồi em này có mã là D903 Eo bụng 84 Chiều dài 104 Ống rộng 20 Em này có mã là D903 Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu đốc nữa nha anh em mấy chú Đốc nữa nha Mấy em này thì tem nó rất đầy đủ nha anh em Mấy em này thì tem nó như lì qua với nè. Đây, em này được sản xuất ở bằng nữa nha anh em mấy chú đây nè logo đó nha đây em mấy chú em ừ. này cũng phơm ống chuẩn nha anh em đồ giản thì rất là nhiều nha nhưng mà cái lưng thì hơi rộng như nha anh em đó mấy cái quần này là mấy anh mấy chú nào mà bự bự con mặt nha này đó quần không khác gì quần mới nha anh em mấy chú không thua quần mới bao nhiêu đâu nha rồi em này có mã là D904 Eo bụng 100 Chiều dài 108 Ống rộng 20 Em này có mã là D904 Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu H&M nữa nha anh em mấy chú Đây Thương hiệu H&M nữa nha Quần này anh em với chú xem nha Quần rất là mới luôn Form, Em này cũng phơm chuẩn gọn nha form chuẩn nha anh em không có body cũng không có rộng nha anh em đồ giảng thì có nhiều nha quần thì rất là mới nha đây đó không khác gì quần mới bao nhiêu đâu nha rồi em này có mã là d 905 eo bụng 88 chiều dài 100 110 ống rộng 18 em này có mã là d 905 Rồi tiếp nữa là em cũng nhà thương hiệu Docker nữa nha anh em mấy chú. Đây, Docker nữa nha. Xem ừ. rất là mới luôn anh em mấy chú xem nha. Đó. Em này cũng cũng nhà sản xuất ở sản xuất ở Nicaragua nữa nha. Nicaragua nha. Ừ. Đây nè, tác của Docker nha. Ừ. Đây. Quần rất là mới đây nè, còn còn chỉ găng nữa nha anh em. Ừ. Đây em quần rất là mới, rất là đẹp luôn. Không khác gì của quần mới nha anh em mấy chú đồ giảng thì rất là nhiều nha có đồ giảng nha phơm em này thì nói chung là mấy anh mấy chú nào mà bư con mặt nữa nha quần nè đó nó không thui quần mới mình đâu nha anh em mấy chú tại vì nó còn cũng chỉ găng nữa nha quần này như nó mới luôn nó chưa mặc luôn anh em mấy chú rồi em này có mã là D906 eo bụng 96 chiều dài 100 ống rộng 22 Em này có mã là D906. Rồi tiếp nữa là em cũng ở nhà thương hiệu đốc cờ nữa nha anh em mấy chú. Đốc cờ nữa nha. Đây nè, tác nữa nè. Rất là nhiều nha. Đốc cờ. Đây, quần rất là mới luôn anh em mấy chú. Em này là cũng quần tây nữa nha. Nãy giờ là em này thường thường quần tây nhiều nha anh em mấy chú. Mấy ừ. em này có độ giãn hết trơn nha Đây ừ. Ống cũng ống, ống xuông không nha anh em mấy chú Đây ừ. Logo của cờ nha này anh em mấy chú nhìn đi nha Cái quần này nó không thua quần mới của mình đâu nha anh em mấy chú ừ. Không thua quần mới bao nhiêu đâu nha Rồi Em này có mã là D907 Eo bụng 86 Chiều dài 108 Ống rộng 22. Em này có mã là D907. Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu H&M nữa nha anh em mấy chú. Đây, H&M nữa nha. Tem tác anh em mấy chú nhìn nha. rất là nhiều luôn. Cúc chiếc rất đầy đủ luôn nha. Quần rất là mới nha anh em mấy chú. Đây, anh em mấy chú xem nha. Quần còn rất là mới luôn. Form em này cũng form chuẩn nha anh em mấy chú. Đó trên trên cái đùi nó vuốt xuống dưới cái ống này nhỏ gọn lên nha đó phơm là phơm chuẩn nha nè. chứ không phải là body nha anh em mấy chú độ giãn rất là nhiều nha độ mới nè anh em mấy chú nhìn đi nha đó nó không thua dù quần mới bao nhiêu đâu nha anh em mấy chú rồi em này có mã là D908 eo bụng 94 chiều dài 102 ống rộng 17 em này có mã là D tám Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Bana Jeep như nhìn em Đây. Bana Jeep clip như nè. Ừ. Vườn rất là mới nha anh em. Form em này cũng form chuẩn nữa nha anh em. Đây. Em này là form kaki jean túi lòi nha anh em mấy chú. Ừ. Kaki jean túi lòi nha. Form em này là cũng form gọn nha anh em gọn body nha anh em mấy chú đó. Đồ giảng thì rất là nhiều nha Nên anh em mấy chú nhìn nha Quần nha Đó Không khác gì quần mới nha anh em mấy chú Không khác gì quần mới nha Rồi em này có mã là D909 Eo bụng 90 Chiều dài 102 Ống rộng 19 Em này có mã là D909 Em này màu xanh nha anh em quần như là quần mới luôn anh em mấy chú rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu đốc cờ nữa nha anh em mấy chú đây đây nè logo thương hiệu đốc cờ nha anh em đây em này được sản xuất combo đây nè đó em tác rất là mới nha anh em mấy chú đây em này là cũng quần tây âu nữa nha anh em mấy chú này là form ống suông không nha Độ dãn thì rất là nhiều nha anh em mấy chú Mặc rất là sướng luôn Quần thì không khác nào có quần mới mình đâu nha anh em mấy chú Không khác quần mới đâu nha Rồi em này có mã là D910 Eo bụng 88 Chiều dài 100 Ống rộng 22 Em này có mã là D910 Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Gap nữa nha anh em mấy chú. Đây Gap nữa nha. Đây anh em mấy chú, quần rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú. Đó. Form em này cũng form chuẩn nha anh em. Không có body cũng không có rộng nha. Form chuẩn gọn nha. Độ giãn thì rất là nhiều nha anh em mấy chú. Đây anh em mấy chú xem nha. Đó. Quần rất là đẹp, rất là mới nha. Không khác gì quần mới mình nha Chỉ thua một chút xíu thôi. <laughs> Rồi em này có mã là D911 eo bụng 84, chiều dài 102, ống rộng 17. Em này có mã là D911. Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu ốc cờ nữa nha anh em mấy chú. Ừ. Đây nè, ốc cờ nha. Ừ. Đây nè, tác nè, giống như là tem của Lê Quai vậy nè. Ừ. Em này được sản xuất ở Bangladesh nha anh em này là phong các cái zin túi lòi nha anh em đây đó anh em nhìn cái 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 cúc nó in là thương hiệu đốc cờ ra đời năm 1986 đây anh em túi lòi nha em này là màu đen nha anh em đây đồ giản rất nhiều luôn phong hôm này cũng phong chuẩn nha anh em không có body cũng không có rộng nha anh em mấy chú đây phong rất là đẹp nha đồ giản thì rất là nhiều quần thì nói chung là nó không thua gì quần mới bao nhiêu phần trăm đâu nha anh em mấy chú rồi em này có mã là d chín một hai eo bụng chín mươi tám chiều dài một trăm hai ống rộng hai mươi em này có mã là d chín một hai rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Atme Chican thương hiệu đại bằng mỹ nha em nên em logo thương hiệu đại bằng mỹ nha anh em mấy chú nó thiêu ở sau túi nha logo nữa nha quần rất là mới rất đẹp nha anh em mấy chú Nên. Form rất là chuẩn gọn luôn đây Form gọn chuẩn body nha Nên. đây anh em mấy chú nhìn nha quần không thua gì quần mới nha anh em mấy chú không khác gì quần mới đâu nha thua chút xíu thôi nha rồi em này có mã là dê 913, eo bụng 88, chiều dài 112, ống rộng 18. Em này có mã là D913. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Nautica nói nha anh em mấy chú. Đây, anh em mấy chú xem nha đây bây giờ thương hiệu Nautica nha anh em mấy chú đây phía sau này nè cái logo nó nha quần rất là mới nha anh em mấy chú không khác gì quần mới nha em này là màu đen nha anh em mấy chú rất là đẹp rất là mới luôn Form em này cũng form chuẩn gọn nha anh em không có body cũng không có 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 rộng nha độ giãn thì rất là nhiều nha anh em mấy chú phim này là form này là chuẩn nha nè anh em mấy chú xem nha đó quần không khác gì quần mới của mình nha anh em mấy chú rồi em này có mã là D chín một bốn, eo bụng tám sáu, chiều dài chín mươi bốn, ống rộng mười tám. Em này có mã là D chín một bốn. Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Gap nữa nha anh em mấy chú. Đây, Gap nữa nha. Quần rất là mới, rất đẹp luôn nha anh em mấy chú. Đây. Ừ em này cũng form chuẩn nha anh em mấy chú. Không có body cũng không có rộng nha, form chuẩn nha. Đây, anh em đồ mới xem đồ mới nha. Đó. Quần rất là mới nha. Em này độ giãn cũng có nha. Rồi, em này có mã là D915, eo bụng 84, chiều dài 100, ống rộng 18. Em này có mã là D915. rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu david hát em nha nè đây hát em nha nè ừ. em này quần lưng rút nha em mấy chú đây quần lưng rút nha ống gấu nữa nha ống bo nha em mấy chú Form này cũng form chuẩn nha đây nè Form chuẩn gọn nha đó anh em thấy nha ở dưới này là nó nó, nó bóp gọn nha nè từ dưới cái cái đồ gối trở xuống là nó gọn nha em mấy chú nè đó ở trên cái đùi chỗ này nè đó trên đùi mông như này thì nói chung nó hơi rộng nha nhưng mà xuống dưới cái dưới cái cái đồ gối xuống dưới là nó gọn rồi nha đây đây nè đó ống bò nha đồ giãn thì rất là nhiều nha anh em mấy chú quần lưng thun dây đúc nha rồi em này có mã là D916 eo bụng 80 đến 86 chiều dài 98 ống bo nha anh em Em này có mã là một 916 Rồi tiếp nữa là một em cũng có nhà thương hiệu. Gap nữa nha anh em mấy chú. Đây. Gap nữa nha. Đây, anh em mấy chú xem nha. Quần rất là mới, rất đẹp nha anh em mấy chú. Thôi cũng form chuẩn nữa nha. Không có body, cũng không có rộng nha anh em mấy chú. Đó. chuẩn nha. Độ giảm thì rất là nhiều nha. Nè. Độ mới nè anh em mấy chú nhìn nha. Quần rất là mới nha không khác nhiều vùng mới đâu nha. Rồi em này có mã là D917 eo bụng 84 chiều dài 104 ống rộng 20 em này có mã là D917 Rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Zada Men như nè Quần rất là mới rất đẹp luôn anh em với chú Phơm này là phơm kaki túi lòi nha Đó anh em với chú nhìn nha quần rất là mới nha nè anh em xem cái cúc này nè nó chưa có miếng cái cái phai màu bài mòn gì đâu nha anh em mấy chú đó quần này nó mới như là nó chưa mặc luôn anh em mấy chú phô này. này là kaki túi lòi nha anh em mấy chú này. đây em này là màu kem nha anh em mấy chú chứ không phải là màu trắng nha này. Này. Form gọn nha này. Form gọn nha anh em mấy chú nè nha. đó anh em nhìn cái ta cái đấy cái cái tát này nè rất là mới nha nè để mấy chú nhìn đi nha quần không khác gì quần mới nha rồi em này có mã là D918 eo bụng 86 chiều dài 96 ống rộng 18 em này có mã là D918 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Tommy nha thun mì figure nha anh em mấy chú ừ. quần rất là mới luôn anh em mấy chú không khác gì Được. quần mới nha đó form cũng form chuẩn nha anh em mấy chú không có body không có rộng nha này ừ. thun mì nha nè. đồ mới nè anh em mấy chú nhìn nha ừ. không khác gì quần mới mình nha rồi em này có mã là D919 eo bụng 94 chiều dài 106 ống rộng 19. Em này có mã là D919. Rồi tiếp nữa là một em của nhà thương hiệu UX Polo. Đây nè. Thương hiệu UX Polo nữa nha. Đây nè. Quần rất đẹp luôn. Đây nè. Cái logo của thương hiệu UX Polo nha. Nó thiêu ở trước trước dưới cái túi như nè quần này anh em nhìn nha. cái quần không khác gì cái quần mới của mình nha anh em mấy chú không khác gì quần mới của mình nha Form em này cũng form chuẩn nha anh không có body cũng không có rộng nha anh em mấy chú đồ giản thì rất là nhiều nha đây anh em mấy chú xem nè cái quần nè đó không khác gì quần mới nha rồi em này có mã là D920 eo bụng 96 chiều dài 108 ống rộng 20 Em này có mã là D920. Rồi, chào anh em, chào mấy chú nha. Em kết thúc video đây. Chúc anh em, chúc mấy chú ngày mai. Em lên video khác cho anh em mấy chú lựa chọn tiếp nha. Chào anh em, chào mấy chú.